thế giới bất ngờ bị một loại virus kỳ lạ tấn công, bất cứ ai nhiễm phải đều bị biến đổi thành những thực thể khát máu và tàn bạo gọi là người phân hóa. Hình lãnh là một người hùng part-time chuyên xử lý đám người phân hóa kia với cái tên mật danh gì. Nhưng không giống anh rơi đen nào đó, ngoài giờ làm người hùng thì là một tỷ phú tay chơi, hình lãnh chỉ biết đi đu idol thôi. Mục tiêu thật sự của hình lãnh khi trở thành một chiến binh ngoài vòng pháp luật là gì? Có thực sự chỉ đơn giản là anh ta muốn cứu giúp người dân thôi hay không? Để biết thì cùng Pi đến ngay với video thôi nào. Đọc truyện hay tại bé mèo sinh.com. 10 năm trước, một loại virus kỳ lạ bất ngờ xuất hiện, sau đó xâm nhập vào cơ thể con người, chiếm đoạt tế bào vật chủ khiến cơ thể con người phát sinh biến hóa kỳ lạ. Người bị nhiễm virus sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn ác độc khát máu có tên là người phân hóa. Để chống lại người phân hóa, con người đã thành lập một căn cứ hoạt động đặc biệt chuyên đi bem nhau với người phân hóa. Mặc dù người phân hóa trông cũng ghê gớm và có năng lực mạnh mẽ đấy, thế nhưng xin lỗi, nhân loại thuần túy mới chính là bố đời của thế giới này. Cho tới 7 năm trước, con người về cơ bản là đã giành được thắng lợi, gần như xử lý xong xuôi người phân hóa rồi. Lúc này ở trong một con hẻm có chút cũ, một anh giai chủ cửa hàng có tên hình lãnh đang đứng giữa tường ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta đang đợi người tới, và người mà anh ta đợi chính là một nhân viên mới của căn cứ hoạt động đặc biệt A Hạo. Hình lãnh rõ ràng là đang không vui, anh ta cảm thấy A Hạo tốt xấu gì cũng là người ăn cơm chính phủ. Lại cứ thi thoảng ra chiêu đối phó với nhân viên tình báo như hình lãnh bộ thấy vui lắm hay sao. Cái này A Hạo cũng cười xuề xòa cho qua thôi. Tổ chức của anh ta có cái mác chính phủ treo trên người như thế, thành ra có một số cuộc điều tra không tiện công khai tiến hành, thế nên chăm sự đành nhờ nguồn lực bên ngoài như hình lãnh vậy. A Hạo đá chủ đề nói về việc phía Bắc An Thành có người phát hiện ra người phân hóa. Thêm vào đó thì người hùng bí ẩn có mật danh gì, người từng nhiều lần giải cứu dân thường khỏi người phân hóa đang là một chủ đề nóng bỏng. Hình lãnh rõ ràng là không muốn để tâm tới vụ mật danh gì kia, anh ta chỉ cảm thấy virus biến đổi người phân hóa đã lâu như vậy rồi mà còn chưa có kiểm soát được. Về phần A Hạo thì lại thích xoáy sâu vào chuyện người có mật danh gì kia cơ. Anh ta nhắc khéo rằng chính phủ đã tập trung sự chú ý về phía mật danh gì rồi, có thể làm ra hành động bất cứ lúc nào. Hình lãnh từ chối tiếp tục câu chuyện, nói rằng bản thân cần tranh thủ giọt lẹ, ở chỗ này đang còn có người phân hóa. Anh ta sợ mà va phải thì có khi cống luôn cái mạng nhỏ này lên bảng đếm số mất. A Hạo thì còn tự tin ghê lắm, tuyên bố nếu chẳng may mà va phải người phân hóa thật, thì anh ta chỉ cần nháy mắt là đã có thể xử lý xong đối phương rồi. Nào ngờ được lời này vừa nói xong thì mặt hình lãnh nghệt ra như cái bơm, vỗ vai A Hạo có điều muốn nói. Rằng thì mà là, cái cơ hội để A Hạo thể hiện trình độ bản thân dường như tới rồi kìa, đang đứng ngay sau lưng anh ta luôn đó. Phía sau A Hạo lúc này tiến tới một người, nhưng mà người này cao vải, ít nhất cũng phải gấp rưỡi hai người A Hạo và hình lãnh. Hơn nữa hắn ta còn có làn da xanh lét cùng với vài đường mạch máu nổi cộm lên trên lớp da. Cái tên da xanh kia vung quyền đấm xuống một cú, may mà A Hạo với hình lãnh đã nhanh chân giật lùi về phía sau rồi, chứ không là bọn họ dẹp lép như con tép mất. Một đấm kia của tên da xanh cũng lực lắm, cày tung cả nền đường lên cơ mà. A Hạo nhận ra cái con hàng vừa xuất hiện phá vỡ màn giao lưu của anh ta và hình lãnh là một tên thực vật nhất chủng. A Hạo không biết lôi từ đâu ra một thứ trông như kiếm gỗ ấy. Mắng vốn hình lãnh mồm thúi nói gì linh nghiệm cái đấy rồi chuẩn bị tinh thần tiếp đón nồng hậu cái tên người phân hóa vừa mới xuất hiện kia. Đối mặt với cái que gỗ trong tay A Hạo, tên da xanh người phân hóa kia vô cùng dễ dàng túm được nó, đồng thời nở một nụ cười như muốn cười nhạo A Hạo vô tri. Tiếp theo cái tên da xanh đô con kia tung một cú đấm đánh bay A Hạo ra xa, khiến anh ta dính đét vào bờ tường lõm thành một cái lỗ lớn. Nhìn thảm cảnh của A Hạo, hình lãnh trốn ở cây cột điện không xa còn ngứa mồm khích đều sao hồi nãy A Hạo gáy to lắm cơ mà. Nhân viên của căn cứ hoạt động đặc biệt gì mà gà thế? A Hạo không cần hình lãnh phải nhắc, lúc này anh ta đã khởi động một thiết bị đặc biệt kẹp bên tai, nhìn như kính của Saiyan ấy. Thứ này khởi động lên có thể tăng cường ngũ giác của A Hạo lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với thị lực, thính giác và cả tốc độ đều được cường hóa lên một tầm cao mới, A Hạo tự tin có thể bón ngập hành vào mồm cái tên da xanh lét kia trong phút mốt ngay thôi. A Hạo lại vác theo cái kiếm gỗ của mình lao ra, nhìn thì có vẻ cũng rất gì và này nọ đấy, tên da xanh kia không có cửa rồi. Mé đúng là không có cửa thật, tại vì tự A Hạo lấy đá đập chân mình rồi cần gì cái tên da xanh kia ra tay nữa. Bởi vì thính giác cũng được cường hóa lên nhiều lần, thành ra là nhà nào bật quả siêu phẩm web me cup của AVC cái là A Hạo bị phân tâm luôn. Mà đang đánh nhau lại nghe nghe nhạc quẩy là dại rồi, cái tên người phân hóa kia nhân cơ hội tung một cước đá văng A Hạp ra ngoài. Một sút này của tên người phân hóa kia không có thốn lắm đâu, chỉ khiến thanh niên A Hạo học máu mồm không bò dậy nổi thôi ấy mà đến cái tầm này thì hình lãnh cũng chịu rồi đấy. Thiết bị của bên A Hạo sao mà nó báo quá trời quá đất thế kia. Được cái là hình lãnh chỉ trốn sau cột điện thôi mà cứ gáy to cũng là cái tội, rất nhanh người phân hóa đã chuyển sự chú ý lên anh ta. Cái tên da xanh kia gầm lên sau đó lập tức lao đến, làm một đấm cho cái cột điện thành hai nửa rồi nắm đấm của hắn bị cản lại bởi thứ gì đó.
Thứ cản lại nắm đấm của tên người phân hóa kia không phải là Hình Lãnh, mà chính là A Hạo. Anh ta đột ngột xuất hiện chắn giữa Hình Lãnh và người phân hóa, sau đó kêu Hình Lãnh té lẹ đi chứ anh ta không còn giữ được lâu nữa đâu. A Hạo còn dặn Hình Lãnh đừng để người dân tiếp cận khu vực này, trước khi có chi viện đến, thì cho dù có phải bỏ mạng thì A Hạo cũng nhất quyết phải giữ được người phân hóa kia ở đây. Nghe lời tuyên bố của A Hạo thì cũng hùng hồn phết đấy. Chỉ là khi Hình Lãnh quay đầu lại nhìn thì thấy A Hạo đã không đứng vững nữa rồi, anh ta đã chuyển qua bài ôm chân nhất quyết không để người phân hóa rời đi chỗ khác. Cái tên người phân hóa kia bị quấy nhiễu như vậy thì rất chi là khiếu trọ, cánh tay của hắn lập tức hóa thành thanh đao bé nhọn, chuẩn bị băm A Hạo ra làm trả tới nơi rồi. Đúng lúc này một giọng nói vang lên đồng thời có bàn tay búng vào đầu đánh động sự chú ý của người phân hóa. Hắn ta vừa mới quay đầu lại lập tức bị một bàn tay túm chặt lấy cái bản mặt khó ưa rồi dập thẳng xuống đất. A Hạo có thể nhận ra người vừa xuất hiện, anh ta chính là mật danh Di đang được chú ý bấy lâu nay. Chỉ với một chiêu là mật danh Di đã tiễn tên người phân hóa kia lên bảng đếm số rồi. Công việc xong xuôi thì anh ta cũng muốn té cho lẹ, nhưng mà A Hạo dường như thấy cái bóng lưng kia cứ quen quen. Anh giai thử test phát xem thế nào, kêu ông chủ Hình lại, tiền thù lao còn chưa có lấy đâu. Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy lại khiến mật danh Di lộ ra thân phận thật là Hình Lãnh liền. Anh ta tốc biến quay trở lại chỗ cũ, xách A Hạo lên như xách gà con rồi yêu cầu anh ta mau nôn tiền ra. Sau đó Hình Lãnh lại thả A Hạo xuống, rồi mò ngược mò xuôi tự tìm túi tiền của anh giai này luôn khiến A Hạo cũng đến cạn lời. Thực ra lúc nãy A Hạo chỉ là thấy cấn cấn nên mới thử một tí thôi, ai mà ngờ mật danh Di lại thực sự là Hình Lãnh cơ chứ. Hình Lãnh chợt à một tiếng, sau đó tuyên bố nếu A Hạo đã đoán ra thân phận của anh ta, vậy thì hôm nay A Hạo không thể rời đi được nữa rồi. Nghe lời nói rất chi là nghiêm túc của Hình Lãnh, lại còn thêm quả băng đô bịt mắt như thể thầy tu mù làm che hết cả biểu cảm trên mặt của anh ta khiến cho A Hạo sợ đái ra máu. Anh ta vội vàng mếu máo nói rằng bản thân chính là một fan cuồng của mật danh Di đó. Thấy chưa đủ thuyết phục, A Hạo còn ôm chặt lấy chân của Hình Lãnh luôn, sau đó lấy danh dự của một fan cuồng xin thể sẽ không để lộ danh tính của Hình Lãnh ra ngoài. Còn tưởng rằng sẽ có một màn chỉ kẻ hẹo rồi mới giữ được bí mật thôi cơ, ai ngờ Hình Lãnh chỉ trầm ngâm xem xét lời đề nghị của A Hạo thôi. Một ngày đẹp trời khác tại quán cà phê nọ, một cô gái tóc vàng đang đằng đằng sắc khí tuyên bố Hình Lãnh có 10 giây để thanh minh. Cô muốn biết tại sao lần đi trao đổi vừa rồi lại không có thù lao, thì bị Hình Lãnh chém gió rằng lần đó xảy ra tai nạn. Rõ ràng là lời biện hộ này không được chấp nhận rồi, nhìn bản mặt đằng đằng sát khí của cô nàng là đủ hiểu. Cô vung cái túi trong tay ra, truy tội Hình Lãnh không lấy được tiền thế thì cái đống poster idol của anh ta là từ đâu mang về được. Hình Lãnh phải nói rất chi là cố chấp, vẫn cố gắng khuyên can cô nàng Dung Dung kia hãy lắng nghe mình giải thích. Nhưng mà giải thích cái bíp, Dung Dung đang bốc hỏa lúc này chỉ muốn tiễn thẳng Hình Lãnh lên bảng đếm số thôi. Rõ ràng cô nàng kia với Hình Lãnh chính là em gái và anh trai, à chính xác thì cũng không phải anh em ruột thịt. Hồi lâu sau khi Dung Dung đang đè Hình Lãnh ra đánh, thì bất ngờ có người tìm đến. Người tới chính là A Hạo, anh ta dẫn theo cả một cô gái tới nữa. Cô nàng này là Lộ Linh, đội trưởng đội 2 của căn cứ hoạt động đặc biệt. Cô ta cùng với A Hạo tìm tới Hình Lãnh là bởi có chuyện muốn hỏi. Cô em gái Dung Dung rõ ràng là có đam mê ngắm các chị đẹp, thấy nhan sắc của Lộ Linh cái là tít hết cả mắt lại vội vàng mời vào trong nhà. Sau khi Dung Dung đưa lên cà phê cho mọi người, Lộ Linh vào thẳng vấn đề hỏi thăm vụ hôm trước Hình Lãnh cùng với A Hạo đã gặp phải người phân hóa. Và mật danh Di đã xuất hiện như một vị thần cứu bọn họ. Hình Lãnh nghe tới đây mà phụt cả cà phê ra ngoài, sau đó đánh mắt lườm A Hạo một cái. Hình Lãnh rất muốn truy cứu cái mà gọi chết cũng không hé răng nửa lời của A Hạo. Còn A Hạo thì bày ra cái vẻ mặt đáng thương khẩn thiết chắp tay xin tha, anh ta cũng không muốn nói đâu, nhưng mà bị xếp dí cho thì vẫn phải chém gió ra một tí thôi. Lộ Linh ngỏ lời muốn Hình Lãnh tiếp tục làm công tác điều tra ngoài luồng cho căn cứ hoạt động đặc biệt, cụ thể là cô muốn anh ta điều tra về mật danh Di. A Hạo cũng diễn sâu lắm, làm ra cái vẻ rất chi là hùng hổ kêu làm được hay không thì lói thẳng xem nào. Hình Lãnh còn chưa nói gì đâu, thì Dung Dung đã nhảy vào nhận kèo hộ rồi, có gái xinh đưa kèo ra cái là cô bé này chốt vội. Nhưng mà Hình Lãnh tỉnh lắm, anh ta cự tuyệt thẳng, lấy cái lý do là quá nguy hiểm. Anh giai sợ bị lộ thì phải làm sao đây? Nhưng cũng không biết là Hình Lãnh sợ thân phận mật danh Di của mình bị lộ hay là sợ bản thân bị đấm cho nữa. Khổ nỗi là Dung Dung không cho Hình Lãnh có cơ hội ý kiến, cô vẫn khăng khăng khẳng định phối hợp với chính phủ là nhiệm vụ mỗi công dân gương mẫu đều phải thực hiện, Hình Lãnh muốn ý kiến thì lên phường. Nhìn đứa em gái của mình rất chi là quyết tâm trong chuyện này, Hình Lãnh hận không thể gào mồm lên cái người mà Dung Dung muốn điều tra chính là anh trai mình đó. Lộ Linh chêm vào rất chi là hợp lý, đảm bảo cho Hình Lãnh về phần thù lao và cả an toàn cá nhân là không cần phải nghĩ. Có Dung Dung như một bà chằn đứng sau hàm hè đe dọa thế kia, Hình Lãnh đâu còn cách nào khác buộc phải đồng ý kèo này thôi chứ biết làm sao giờ. Lộ Linh đã đạt được mục đích thì mời Hình Lãnh sắp xếp hôm nào qua căn cứ hoạt động lấy một ít tài liệu, rồi muốn rời đi.
Dung Dung rõ ràng là không nỡ rời xa chị đẹp Lộ Linh mà, chả có lẽ lại bán luôn cô em này cho căn cứ hoạt động đặc biệt cho nó nhẹ nợ. Sau khi tiễn hai người Lộ Linh và A Hạo rời đi, Dung Dung nói với Hình Lãnh có mấy đồ lão hạ gửi cho anh ta, mau lết mông qua mà lấy đi thôi. Hình Lãnh nhớ lại vào một đêm mưa gió tầm tã, anh ta đang ôm một người đàn ông khác nằm gục dưới đất. Người kia chính là lão hạ, hiện trạng của ông ta có thể nói là toang lắm rồi. Hình Lãnh muốn nhanh chóng đưa ông ta đi bệnh viện nhưng lão hạ lại ngăn cản Hình Lãnh lại. Lão hạ đưa cho Hình Lãnh một tấm thẻ, nó là ký hiệu của căn cứ hoạt động đặc biệt. Điều này khiến Hình Lãnh nghi ngờ lão hạ bị bem cho thành ra như hiện tại chính là do cái đám người trong căn cứ kia. Lão hạ không kịp xác nhận thông tin này, chỉ kịp dặn Hình Lãnh hãy bảo vệ cho Dung Dung, đừng để cô dính vào chuyện này, sau đó chút hơi thở cuối cùng. Không một ai biết thân phận của lão hạ ngoại trừ đứa con nuôi của lão là Hình Lãnh, kể cả hạ Dung Dung cũng không biết gì. Lão hạ vốn chính là mật danh gì, sau đó thì Hình Lãnh kế thừa thân phận này, tất cả chỉ để tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Việc tiếp xúc với A Hạo thì trông như là tình cờ, nhưng thực ra Hình Lãnh biết rõ anh ta chính là fan cuồng của mật danh Di từ lâu rồi. Hình Lãnh làm tất cả chỉ để có được một nguồn tin nội ứng, anh ta phải đánh cược nguy hiểm một lần thì mới có thể thu được thông tin đột phá được. Hình Lãnh quyết tâm phải điều tra cho bằng được là ai đã hãm hại lão hạ, đó chính là mục tiêu lớn nhất của anh ta lúc này. Sáng sớm, Hình Lãnh tìm tới căn cứ hoạt động đặc biệt, sau đó đi theo Lộ Linh dẫn đường đi tới phòng làm việc của cô ta. Trong phòng lúc này đang có một anh giai ăn mặc như thể khoa học gia, cùng với một thanh niên tranh thủ tập tạ quay sang để ý sự xuất hiện của Hình Lãnh. Lộ Linh nói sau này nếu có thông tin gì mới về mật danh gì thì Hình Lãnh có thể báo cáo trực tiếp cho cô. Lộ Linh gọi một người có nghệ danh là Hắc Miêu, bảo anh ta mang Hình Lãnh đi ghi chép thông tin danh tính. Còn về phần Lão La trong phòng thì đi chuẩn bị cho Hình Lãnh một phần chứng nhận thông tin mới. Lão La chính là thanh niên ăn mặc như khoa học gia ngồi trước máy tính, còn Hắc Miêu nghe thì cũng đáng yêu đấy. Nhưng cái tên đó kết hợp với giao diện lực điền lúc nào cũng ôm cục tạ của anh ta thì hơi cấn cấn thì phải. Hai cái con người này dường như là có thái độ không được chào đón Hình Lãnh cho lắm thì phải. Hình Lãnh làm ra cái vẻ lúng túng, đây là Lộ Linh đang muốn bán khoán anh ta cho người khác chăm lo đấy hả? Lộ Linh cũng hết cách, cô còn có cuộc họp nữa, nói Hình Lãnh cứ yên tâm mấy người kia như nhau ấy mà. Nhưng mà Hình Lãnh chưa thấy miếng giống nhau nào luôn ấy, một ông trông trí thức vãi ỏ một ông thì vâm vãi ỏ giống nhau ở điểm nào thế? Đúng lúc này thì một bàn tay đặt lên vai Hình Lãnh, người tới chính là Hắc Miêu. Anh ta kêu Hình Lãnh bớt đòi hỏi làm phiền Lộ Linh, sau đó túm cổ áo Hình Lãnh kéo xình xịch rời đi luôn. Lúc sau, Hắc Miêu đi thị phạm cho Hình Lãnh, hướng dẫn tất cả các phòng trong căn cứ hoạt động đặc biệt đều cần phải có thẻ được cấp phép mới có thể ra vào. Mỗi lần vào cửa là phải quẹt thẻ một cái mới được. Không có ý gì đâu nhưng mà sao anh giai lực điền kia lại dùng thể hắc hường nhỉ? Chắc không phải là bề ngoài sắt đá bên trong yếu mềm đâu đúng không? Hắc Miêu đưa thẻ của mình cho Hình Lãnh, kêu anh ta tự trải nghiệm một lần đi cho biết. Ai mà ngờ vẫn là cái thẻ Hắc Miêu vừa cầm lúc nãy dùng ngon ơ, thế mà khi vào tay Hình Lãnh thì lại thành kéo còi báo động có người lạ đột nhập, ảo thật đấy. Camera giám sát ngay bên trên cửa nhắm chuẩn Hình Lãnh, sau đó lập tức kích hoạt chế độ vũ khí tầm nhiệt. Sau đó thì không hề có dấu hiệu dừng lại, mà tấn công thẳng Hình Lãnh luôn, còn may là anh giai thân thủ phi phàm né được đó. Hình Lãnh khó chịu rồi nhá, sao đang không lại bị tấn công thế này? Hắc Miêu lấy lý do rằng chắc là test thân phận nó xảy ra vấn đề, nhưng đây rõ ràng là trò đùa dai của anh ta và Lão La bày ra mà. Dám cá chắc hắn là hai cái tên này có ý đồ muốn ma cũ bắt nạt ma mới một trận chứ còn gì nữa. Hắc Miêu đang cười như được mùa thì đột nhiên một tia laser không may bắn sượt qua tóc anh giai này. Hắc Miêu chợt hóa sư tử liền, truy cứu Lão La hà cớ làm sao cái trò đùa này vốn chỉ nhắm vào mình Hình Lãnh thôi cơ mà, anh ta đứng ngoài cũng dính đạn là như nào. Lão La cũng lú như con cú, rõ ràng là anh ta không có làm gì hết mà. Chỉ có Hình Lãnh là nở một nụ cười âm thầm thôi, anh ta biết thừa kiểu gì cũng sẽ được chuẩn bị quà gặp mặt, thế cho nên là không đáp lễ lại thì thất lễ quá. Hình Lãnh âm thầm sử dụng một năng lực nào đó trong tay, liên tiếp điều khiển vũ khí tầm nhiệt kia bắn cho Hắc Miêu và Lão La nhảy lò cò như khỉ. Hắc Miêu lập tức tiến lại túm cổ Hình Lãnh, nghi ngờ chính là anh ta đang giở trò quỷ. Nhưng mà Hình Lãnh ban đầu cũng công kích mà, thế nên anh giai có thể diễn tròn vai người bị hại rồi. Cả cái phòng quậy om sòm hết cả lên, thành công khều Lộ Linh tìm tới chỗ này. Cô không nói không rằng phi thân vào như một cơn gió, tung quyền đấm cho Hắc Miêu và Lão La muốn hộc máu mồm ra luôn á. Lộ Linh sau khi xác nhận Hình Lãnh không có bị làm sao thì mời anh ta ra khỏi cái bãi chiến trường này trước đi đã. Đúng lúc này cái cây súng tầm nhiệt nghiệt ngã kia lại báo nữa, bắn thẳng về phía Lộ Linh. Hình Lãnh diễn sâu vãi trường, vội vàng kéo Lộ Linh tránh né viên đạn nghiệt ngã kia. Mà với cái đà ngã như thế thì Lộ Linh ngã lên người Hình Lãnh là cái chắc. Anh giai này còn tranh thủ đá đều căn cứ của mấy người Lộ Linh thực sự là bất ổn mà, đến là địch hay bạn cũng không phân biệt được thế này thì hỏng. Nhưng mà Hình Lãnh à, anh giai cứu người thì cứu, đá xéo thì đá xéo đi,
mắc mớ gì hai cái tay của anh dai lại đặt vào đôi bưởi mười roi của Lộ Linh làm cái gì đấy. Lộ Linh dẫn Hình Lãnh ra khỏi căn cứ hành động đặc biệt, đoán rằng anh dai hôm nay cũng phát mệt ra rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi. Về phần Hắc Miêu và Lão La thì Hình Lãnh có thể yên tâm là Lộ Linh sẽ xử lý bọn họ một cách nghiêm khắc. Tiếp nữa thì Lộ Linh mặt đỏ tới tận mang tai cảm ơn hồi nãy Hình Lãnh đã hỗ trợ mình, mặc dù là anh ta không ra tay thì bản thân cô cũng tự tránh được thôi. Đằng này đã bị Hình Lãnh tranh thủ sờ mó lung tung lại còn phải đi cảm ơn anh ta nữa chứ. Hình Lãnh cũng làm ra cái vẻ ngại ngùng là không sao cả, dù sao thì anh ta cũng được lợi chứ có mất mát gì đâu. Có khi cho làm lại Hình Lãnh còn giơ hai tay đồng ý vội luôn ấy chứ. Bên phía khác, đang có một buổi hòa nhạc siêu cấp VIP bờ rồ diễn ra, fan bên dưới hò hét vang trời cho idol Vãn An của bọn họ là Vãn An nhá, không phải vãi đâu đừng nhầm. Bên ngoài sân khấu, Hình Lãnh rõ ràng là không thể nào chờ đợi được nữa rồi. Anh ta đã nhờ A Hạo đi mua đồ trong buổi diễn kia hộ mình mà. Đối với Hình Lãnh ấy mà, ngoài mục tiêu tìm ra chân tướng vụ việc của Lão Hà thì cũng chỉ có đu idol mới làm anh dai cảm thấy hứng thú thôi. A Hạo ở một bên quan sát Hình Lãnh hào hứng unbox túi đồ, vừa nhắc nhở chắc hẳn là trong căn cứ đặc biệt sẽ còn người muốn gây khó dễ với Hình Lãnh đấy. Nhưng mà mấy cái đấy thì đã là gì, đối với Hình Lãnh còn có thứ rắc rối hơn gấp trăm lần kia kìa. A Hạo còn tưởng Hình Lãnh nói tới người phân hóa, đang còn muốn đi hóng hớt cùng. Nhưng mà người phân hóa thì làm sao mà so sánh được với em gái quái vật Dung Dung của Hình Lãnh được cơ chứ. Hình Lãnh cố gắng bày ra thái độ vui vẻ nhất có thể, bắt máy Dung Dung xem em gái gọi mình có chuyện gì. Thế nhưng mà đầu dây bên kia truyền về âm thanh rõ ràng không phải là của Dung Dung, khiến Hình Lãnh biết ngay là có chuyện không lành rồi. Lúc sau, khi mà Hình Lãnh cùng với A Hạo tìm tới một con hẻm cụt, thì đã thấy Dung Dung đang bị bắt cho ngồi nép vào một góc. Còn cái người đã bắt cóc Dung Dung thì bất ngờ lại chính là Hắc Miêu. Nghe chừng là lúc ở căn cứ hoạt động đặc biệt hắn ta cảm thấy bản thân chị Hình Lãnh chưa khăm cho một vố, thế nên là ra hạ sách bắt cóc người nhà để ép Hình Lãnh solo với hắn một trận. Nhưng Hình Lãnh không có ý muốn hợp tác với Hắc Miêu đâu, anh ta còn muốn diễn cho tròn vai là một người bình thường không giỏi đấm đá nữa mà. Đang lúc cái tên Hắc Miêu kia nổi ý xấu nếu không thì để hắn bón hành cho Hình Lãnh một trận cũng được thì có biến. Một bóng đen từ trên cao bất ngờ xuất hiện sau đó tốc biến xuống chỗ Hắc Miêu. Trong lúc cái tên này còn chưa hiểu được là có chuyện gì thì một cú sút trời giáng đã đáp thẳng vào mặt hắn rồi. Hắc Miêu có mơ cũng không nghĩ tới đang lúc này lại có người phân hóa xuất hiện. A Hạo đứng cạnh Hình Lãnh thì mò ngược mò xuôi trong túi quần mà lẩm bẩm, lần quế nào gặp chuyện cũng không mang theo trang bị là như nào. A Hạo đành phải nhờ Hình Lãnh ra tay vậy, mặc dù anh ta không mang đồ lớn nhưng mà vẫn thủ mấy quả bom khói với cả bom MK2 để giúp Hình Lãnh che giấu vết được. Hình Lãnh nghe thì cũng xuôi tai đấy, nhưng mà hiện tại anh ta đang lười quá, không biết có nên ra tay hay không nữa đây. Vấn đề là hiện tại hai người Hình Lãnh với A Hạo không ra tay cũng không được, bởi vì cô ả người phân hóa kia đã tập trung sự chú ý lên hai người bọn họ rồi. Mái tóc của cô ả chợt bay múa loạn lên, sau đó tụ lại hóa thành một lưỡi dao vô cùng sắc bén. Cái đoạn này sao cứ thấy quen quen, liệu có phải đây là ký sinh thú phiên bản tàu khựa hay không ta? A Hạo thúc giục Hình Lãnh mau động thủ đi thôi, nhưng mà lúc này Hình Lãnh chợt nghe được có bước chân của ai đó đang tiếp cận chỗ này. Thế là anh dai kệ xác A Hạo luôn, để cả A Hạo và ả người phân hóa kia đầu đầy hỏi chấm mà tốc biến cái nhẹ trốn ra phía sau một thùng hàng gần đó. A Hạo rất chi là muốn mắng vốn Hình Lãnh, cái thứ gì đâu tay to vãi trưởng lại cứ thích cầu diễn. Thế nhưng mà tình hình hiện tại không cho phép anh ta làm thế, bởi vì lưỡi dao của ả người phân hóa kia đang phóng thẳng về phía A Hạo rồi. A Hạo né tránh kịp thời một lưỡi dao sượt qua cổ mình, thoát được một kiếp, nhưng mà nhìn đống dao còn lại đang bay múa trên đầu ả người phân hóa kia thì cảm thấy kèo này không thơm chút nào đâu. Đúng lúc tình thế lửa xém lông mày này, thì một cánh tay của ả người phân hóa kia đột nhiên bị lưỡi kiếm lướt qua gạt mất. Chính là Lộ Linh vũ trang đầy đủ đã kịp thời xuất hiện ở đây. Ả người phân hóa kia bị gọt mất một cánh tay thì trở nên điên cuồng, liên tục điều khiển đám đao nhọn hóa thành từ tóc của mình chém về phía Lộ Linh. Tuy rằng Lộ Linh tỏ ra cái vẻ tự tin vung kiếm muốn chặn tất cả đòn tấn công lại, thế nhưng mà có gì đó nó lạ lắm. Những lưỡi đao kia vẫn có thể vượt qua phòng thủ của Lộ Linh mà kéo ra những đường cắt lên thân trang phục bên ngoài của cô. Lộ Linh vừa cố gắng đứng vững, vừa lớn tiếng yêu cầu A Hạo dẫn những người ở đây té trước, sau đó đừng quên gọi cả tiếp viện về đây để giải vây cho cô nữa. A Hạo không nghĩ tới là đến cả đội trưởng của mình cũng không thể giải quyết được con hàng kia. Lộ Linh phải thú nhận thật là hiện tại cô chỉ đang khai thác được 10% sức mạnh mà thôi. Đúng bài thì Lộ Linh có thể đẩy mức độ sức mạnh khai thác được lên 30% đấy, nhưng mà cái thiết bị hỗ trợ bị chập chênh sau khi bị ả người phân hóa kia va cho vài cú rồi. A Hạo cũng bó tay toàn tập, anh ta rưng rưng nước mắt cầu cứu Hình Lãnh một lần nữa, nhưng mà Hình Lãnh cũng chỉ cho anh ta một câu trả lời là cứ xem tình hình mà làm thôi. Đúng lúc này thì tình hình trở nên toang toác hơn thật, Lộ Linh giữ kiếm chẳng chắc gì cả, lại để ả người phân hóa kia quật cho cái nhẹ văng luôn cả kiếm ra ngoài. Lộ Linh mất vũ khí thì cũng chẳng khác gì cô gái bình thường cả,
À, người phân hóa kia có thể dễ dàng điều khiển tóc luồn lách tới trói chặt Lộ Linh lại. Lộ Linh bị bó lại như bó giò, sau đó là bị treo lơ lửng giữa không trung không thể nào cựa quậy được dù chỉ một chút. Đúng lúc này, một quả bom khói từ đâu bay ra đáp ngay gần vị trí của À người phân hóa, sau đó bao phủ toàn bộ không gian xung quanh bằng một làn khói dày đặc. A Hạo kiến tạo xong lập tức gào mồm lên gọi Hình Lãnh mau ghi bàn đi. Cái này thì không cần A Hạo phải nhắc, Hình Lãnh lao thẳng về phía À người phân hóa kia, sau đó tung một đấm trời giáng đủ để tiễn cô À kia bay thẳng vào khoa chấn thương chỉnh hình. Đám tóc của À người phân hóa kia tứ tung thành từng sợi, khiến Lộ Linh không còn được giữ lại nữa mà rơi tự do xuống đất. Nhưng mà người đẹp như Lộ Linh sao có thể tiếp đất đau đớn như thế được cơ chứ? Hình Thiên lại chả đón đỡ cô nàng vội. Anh ta còn không quên là phải cầu diễn một chút, bày đặt nói rằng đồ chơi của căn hành động đặc biệt xịn nên mới có thể sút tung đít À người phân hóa kia đó. A Hạo cũng phối hợp không kém, lập tức báo cáo người phân hóa đã bị bom MK2 tiêu diệt sạch sẽ rồi. Lộ Linh nghe được tin này có hơi ngạc nhiên nha, cô không nghĩ là uy lực của bom MK2 lại có thể mạnh mẽ tới như thế. Còn có nữa đó là, Hình Lãnh đã ôm cô đủ chưa để biết đường. Hình Lãnh vội vàng thanh minh đó là vì anh ta lo sợ Lộ Linh bị thương mà. Nhưng mà mục đích thật sự của anh ta chính là nhân lúc bế công túa Lộ Linh thì tranh thủ thò tay thó nhẹ cái thẻ thân phận của cô. Trong đêm, Hình Lãnh và A Hạo âm thầm quay trở lại căn cứ hành động đặc biệt. Hình Lãnh đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến đột nhập này, nói không chừng còn có thể tìm ra được thông tin liên quan tới vụ lão Hạ cũng nên. A Hạo kịp thời tâng bốc Hình Lãnh, nói anh ta tính toán cao siêu, lại biết nhân cơ hội đội trưởng Lộ Linh phải vào bệnh viện điều trị. Hai người thuận lợi tiến được vào trong căn phòng, ở đây A Hạo lại vận dụng kính Cyan của mình để quét toàn bộ tủ tài liệu trước mắt. Quét cái đống dữ liệu này thì cũng nhanh thôi, có điều là một số thông tin để ở cấp bảo mật cao hơn dự tính, thành ra Hình Lãnh cũng chẳng thu được bao nhiêu thông tin cả. A Hạo đề nghị trước tiên cứ đem trả lại thẻ thông hành cho Lộ Linh để tránh bị phát hiện cái đã rồi tính tiếp. Đang lúc Hình Lãnh suy nghĩ chuyện về lão Hạ càng lúc càng không đơn giản thì một tiếng động phát ra làm anh ta và A Hạo giật mình thon thót. Ai mà ngờ được Lộ Linh lại mò về lúc này cơ chứ. Vết thương trong trận chiến hồi chiều đối với Lộ Linh chẳng đáng là bao cả, thậm chí còn không bằng cả lúc cô huấn luyện, thế nên là Lộ Linh té khỏi viện nhanh lắm. Khi Lộ Linh tiến vào trong phòng thì chẳng thấy bóng người nào cả, chỉ thấy cái tủ trong góc cứ run bần bật lên một cách bất hợp lý thôi. Cũng đến chịu hai ông thần Hình Lãnh với A Hạo, đã trốn thì trốn cho kỹ vào chứ, ai lại trốn vào trong tủ rồi ôm nhau run như cầy sấy thế kia. Thế này khác nào lệnh ông con ở bụi này không? Lộ Linh bước nhanh về phía trước tủ, quát tháo là đứa nào mau bước ra đây cho bà, sau đó giật cửa tủ ra luôn không cho người bên trong có cơ hội chuẩn bị tinh thần. Cánh tủ mở ra thì còn có thể là ai trốn trong tủ được nữa, chắc chắn là hai thanh niên Hình Lãnh và A Hạo rồi. Có điều là sao tự nhiên ông tướng A Hạo kia lại đang mặc váy rồi, còn cái biểu cảm vừa e thẹn vừa bất lực kia nữa chứ. Lộ Linh lôi cổ Hình Lãnh và A Hạo ra ngoài, sau đó yêu cầu hai người phải cho cô một lời giải thích thỏa đáng mới được. Khổ thân A Hạo bị đem ra làm bình phong, anh ta bị Hình Lãnh dí cho là có cái căn bệnh gọi là rối loạn phân biệt giới tính. Cụ thể hơn nữa thì ý là A Hạo cảm thấy bản thân là một cô gái mà muốn mặc đồ con gái. Đù mé cha nội A Hạo còn diễn sâu nữa, làm ra cái vẻ thẹn thùng hy vọng Lộ Linh không có phân biệt đối xử với mình các kiểu các thứ. Ừ thì Lộ Linh cũng không thể cấm cản A Hạo có sở thích đặc biệt được, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc cô đồng ý cho A Hạo mặc đồ của mình nhé. Không cần nhiều lời, Lộ Linh lập tức tặng cho A Hạo một đấm vêu cả mỏ. Tiếp theo đó thì A Hạo chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận thôi, mỗi lần anh ta nói lời xin lỗi thì Lộ Linh lại càng ra tay ác độc hơn đấm cho anh ta thành cái đầu heo. Hình Lãnh đứng ở một bên tỏ ra cái vẻ rất chi là cảm động trước sự hy sinh của A Hạo, nhưng mà trong đầu anh ta đang cảm thấy thế nào thì chỉ có anh ta mới biết được thôi. Đang lúc Lộ Linh đè A Hạo ra làm bao cát tập đấm thì lại có điện thoại của cha cô gọi đến. Nội dung thì cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là cha cô muốn mai mối kết duyên cho Lộ Linh mau mau lấy chồng thôi ấy mà. Nhưng đối với Lộ Linh thì mấy cái gọi là hôn nhân không có trong từ điển của cô lúc này đâu. Hình Lãnh nghe được trong cuộc nói chuyện của Lộ Linh có nhắc tới một người tên U Vạn, người này chính là người thừa kế của dược phẩm Tây Đức đó. Để mà nói về dược phẩm Tây Đức thì đây là một công ty chế tạo ra thuốc với tuyên bố có thể giúp con người tránh xa hiện tượng phân hóa. Trong những năm gần đây thì bọn họ đã trở thành một tập đoàn siêu khủng bố với lợi nhuận cao ngất ngưởng. Lộ Linh chợt quay sang Hình Lãnh, cô nhớ là anh ta làm trong phòng gọi là Vạn Sự. Hình Lãnh thấy có điểm không lành rồi nhé, cô nàng Lộ Linh này chẳng có lẽ là muốn Hình Lãnh đi phá đám cuộc hôn sự của Lộ Linh với U Vạn hay gì. Tinh tinh, Hình Lãnh đoán đúng rồi đó, nhưng mà không có thưởng, chắc là chỉ có phốt thôi. Anh ta mà dám cả gan phá chuyện tốt của U Vạn thì người ta có thể dùng một ngón tay hiện kim đè bẹp Hình Lãnh luôn đó. Nói là thế chứ khi Lộ Linh đặt cọc cho Hình Lãnh một sấp hiện kim thì lại là chuyện khác, cái chuyện làm kỳ đà cản mũi này anh ta lo được. Ngày hôm sau, khi U Vạn trong trang phục bạch công tử rất chi là hào hứng được gặp Lộ Linh thì cô nàng lại dẫn theo Hình Lãnh đi cùng. Hình Lãnh rất chi là nhiệt tình nha, U Vạn đang chào hỏi Lộ Linh,
Thế nhưng anh ta lại chủ động cắt ngang rồi tiến tới tay bắt mặt mừng với U Vạn. U Vạn thấy thế thì ngứa mắt lắm rồi, nhưng vẫn phải giữ tí mặt mũi đã, trước tiên cứ hỏi Lộ Linh xem Hình Lãnh là ai. Lộ Linh cũng chỉ giới thiệu Hình Lãnh là một người bạn thôi. Sau đó thì cô và Hình Lãnh coi U Vạn như vô hình, tay trong tay tình tứ đi vào bên trong trước. Tiến vào bên trong, Lộ Linh vẫn thân mật ngồi kế bên Hình Lãnh, còn tận tâm chỉ dẫn anh ta phải làm sao để gọi món ăn nữa chứ. Những cử chỉ này khiến U Vạn ngồi đối diện muốn lên tăng xông lắm rồi, nhưng hắn vẫn phải cố nhẫn nhịn với suy nghĩ có lẽ Hình Lãnh là người Lộ Linh tìm tới để thử hắn ta. Chợt Hình Lãnh đánh tiếng hỏi thăm U Vạn, đoán rằng hắn ta hiện tại chắc đã làm chủ tập đoàn Tây Đức rồi đi. Câu trước vừa mới thiện chí như thế, câu sau đã đá xéo được liền. Hình Lãnh cho rằng Tây Đức cũng đến thế mà thôi, ngay cả bệnh nhẹ của người trong nhà cũng không thể giải quyết nổi. Câu này ngoài ý muốn nói là U Vạn có bệnh thì còn có thể có ý gì được nữa. Hình Lãnh nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chỉ thẳng mặt U Vạn mắng vốn chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài, còn thực ra thì bên trong đang có đủ dấu hiệu bất thường có phải hay không. Tưởng là Hình Lãnh nói chơi, ai mà ngờ được là anh ta nói trúng tim đen của U Vạn nha, hắn ta cũng phải âm thầm công nhận là Hình Lãnh cũng có chút bản lĩnh đấy. Tuy đổ mồ hôi hột nghĩ là như vậy, nhưng U Vạn vẫn phải chống chế rằng lời Hình Lãnh vừa nói sai bét chẳng đúng gì cả. Hình Lãnh dí sát không bỏ, còn mập mờ nói nếu U Vạn còn chậm trễ nữa là hậu quả khôn lường à. Mới dọa có mấy câu thế thôi mà cái tên U Vạn này đã không chịu nổi rồi, vội vàng hỏi thăm Đường Lãnh xem rốt cuộc là hắn có vấn đề gì. Đường Lãnh cũng không nể nang gì luôn, tuyên bố thẳng thừng là cái tên U Vạn này là thận hư công tử rồi. Lời này nói ra khác nào đang vả thẳng vào mặt U Vạn rằng hắn ta yếu sinh lý đâu cơ chứ. U Vạn tức đến run người luôn rồi. U Vạn không biết là nhịn không nổi Hình Lãnh nữa hay là thận hư thật, phải đứng lên xin phép đi giải quyết nỗi buồn gấp. Trong nhà vệ sinh, U Vạn tức xì khói mũi vì bị Hình Lãnh làm bẽ mặt ngay trước mặt Lộ Linh. Hắn ta lập tức tỏ ra cái thói quen của công tử nhà giàu có tiền giải quyết việc liền, gọi một đám đàn em vào giao phó cho chúng trọng trách chăm sóc cho Hình Lãnh thật cẩn thận vào. Hình Lãnh ngồi trong một bàn ăn xa hoa nhưng không có ý định giữ ý tứ làm gì cho mệt, cầm cả chai rượu ngoại lên mà tu ngon lành luôn. U Vạn từ lúc thấy mặt Hình Lãnh tới giờ chưa có nổi lấy một lần cảm thấy thoải mái, hắn ta thấy Hình Lãnh tu rượu như tu nước lã thế thì ngứa hết cả mắt. Sau khi nốc cả chai rượu vào mồm thì Hình Lãnh tỏ ra bê bê chút xíu, sau đó xin phép ra ngoài giải quyết nỗi buồn. U Vạn lại chả mong chờ cái cơ hội này quá, chỉ ước Hình Lãnh mau bò ra ngoài để bị ăn đấm càng nhanh càng tốt. Trong nhà vệ sinh, Hình Lãnh đang chiêu chiêu thầm nhủ phải nhanh chóng kết thúc công việc ở đây để còn về nhà đu idol, thì phía sau anh ta đã có một đám người thủ đồ trong tay tiếp cận lại gần rồi. Một tên trong số đó vung gậy bóng chày về phía Hình Lãnh, nhưng mà Hình Lãnh chỉ cần lắc người cái nhẹ là đã tránh né được rồi. Cái tên bạm trợn kia thấy một đòn của mình không thể đánh ngất được Hình Lãnh thì có chút bực dọc, đồng bọn của hắn vội vàng khuyên giải chẳng qua là Hình Lãnh như con trạch khéo tránh né thôi. Hình Lãnh vẫn diễn sâu lắm, nhìn đám côn đồ đang cầm gậy cầm dao đằng đằng sát khí chĩa về phía mình, còn rảnh rỗi ngâm nga đúng là tuổi thiếu niên thanh xuân bị tập kích các kiểu các thú cơ mà. Hình Lãnh năn nỉ đám người bình tĩnh cho anh ta cởi quần áo ra trước cái đã, bộ đồ anh ta đang mặc trên người hơi bị đắt đó. Nhưng rõ ràng là đám côn đồ kia không rảnh để dây dưa với Hình Lãnh rồi. Một tên húi cua trong đám côn đồ kia cầm dao găm cấp tốc phóng về phía Hình Lãnh, muốn biến anh ta thành người tàn tật để xem lúc đó rồi Hình Lãnh còn nói nhảm được nữa hay không. Cái tên này chỉ được cái hung hăng thôi, chứ còn dăm ba cái kỹ lăng mèo cào của hắn thì có thể làm được gì Hình Lãnh cơ chứ. Anh ta chẳng cần di chuyển, chỉ cần đứng im tại chỗ uốn éo cũng né được hết. Hình Lãnh vươn tay túm lấy cổ tay cái tên tóc húi cua kia lại, sau đó nhấc hắn lên như cầm một khúc gỗ quật luôn cái đám côn đồ đang đứng phía sau. Đùa chứ cứ bắt Hình Lãnh phải nghiêm túc cơ, bộ đồ trên người anh ta đắt thật đó, nếu nó mà bị hỏng là Lộ Linh lại tế anh ta lên cho mà coi. Sau một trận nhồi hành vào mồm đám côn đồ kia, Hình Lãnh còn tiện tay chỉ vào vết nứt lớn trên tường, ra hiệu cho đám oát này liệu hồn mà đền tiền hộ anh ta. Đang lúc tâm trạng của Hình Lãnh không vui vẻ gì, thì A Hạo lại gọi điện tới. Nếu mà A Hạo không nói được tin gì hữu ích, thì lát nữa Hình Lãnh về đấm đầu anh ta luôn đó. Còn may là thông tin của A Hạo thực sự khiến Hình Lãnh quan tâm, anh ta đã truy tìm được người phụ trách khi vụ của lão Hạ diễn ra. Quay trở lại phòng ăn, thì lúc này Lộ Linh đang đứng canh một người đàn ông mới xuất hiện trong căn phòng này. Khi Hình Lãnh mò về tới phòng và hỏi thăm tình hình từ U Vạn, thực sự đã khiến tên này giật mình đấy. Chắc hẳn là hắn ta tự tin về đám đàn em lắm, nên là khi thấy Hình Lãnh lành lặn không một vết bẩn quay trở lại thì không thể tin nổi. Người đàn ông đứng cạnh Lộ Linh cũng quay lại chào hỏi với Hình Lãnh, giới thiệu bản thân là Bạch Trạch. Lộ Linh xin lỗi vì bản thân cô có việc gấp, mà việc gấp của cô chắc chắn là có liên quan đến anh Giai Bạch Trạch, đội trưởng đội tinh anh căn cứ hành động này rồi. Hình Lãnh nhập vai vô tri ngay được, làm ra cái vẻ tranh thủ nghiên cứu anh Giai Bạch Trạch này. Mùng còn không ngừng cảm thán nhìn quả giao diện chất lượng thế này, bảo sao Dung Dung luôn kêu gào muốn được đổi anh trai. Bạch Trạch khiêm tốn nói Hình Lãng cũng ổn mà, ít nhất là được việc đi. Lộ Linh chủ động đi nhờ Hình Lãnh vào việc,
thực ra đều là gợi ý của Bạch Trạch đó. Không phải là nhắc đến vai kỳ đà cản mũi này của Hình Lãnh, mà ý là vụ nhờ Hình Lãnh điều tra về mật danh gì ấy. Nói đến đây thì Hình Lãnh cảm thấy cần phải cảnh giác hơn đối với Bạch Trạch rồi, anh giai này nghe chừng khá là nhạy bén đấy. Tới đây thì Bạch Trạch cũng nhớ ra là bản thân có một số chuyện muốn nhờ Hình Lãnh giúp đỡ đây. Anh ta tiến lại nói nhỏ bên tai Hình Lãnh, hy vọng Hình Lãnh có thể bảo vệ cho Lộ Linh. Bạch Trạch còn đặc biệt dặn dò Hình Lãnh nên hạn chế tiếp xúc với người của Tây Đức càng ít càng tốt. Hình Lãnh làm ra vẻ không hiểu, anh ta cố ý đánh động rằng Bạch Trạch nói chuyện này với một người dân thường như anh ta để làm cái gì. Bạch Trạch lại không để ý tới chuyện đó, chỉ để lại câu nói rằng đặt hết tin tưởng vào Hình Lãnh đó, sau đó thì gọi Lộ Linh cùng rời đi. Hình Lãnh có chút khó xử lý, hồi nãy A Hạo báo tin rằng bên căn cứ hành động đã mò ra được tung tích thân tín của lão Hạ rồi. Trong tài liệu của Cục Hành động đặc biệt cho biết, cách đây 2 năm bọn họ đã xác định được một nhóm đã bị lây nhiễm trở thành người phân hóa. Trong số đó, có một mục tiêu được đánh số là 6418 được coi là dễ tiếp cận nhất. A Hạo cảm thấy có thể nghe ngóng được một số thông tin từ trên người này. Hình Lãnh lúc này thì đang ngồi trên giường cắt móng chân, cảm thấy việc Cục Hành động đặc biệt để cái tên 6418 này trong diện âm thầm quản lý quả thực là một việc chẳng ra đâu cả. A Hạo không hiểu tại sao Hình Lãnh lại có cái nhìn như vậy. Cái này thì cũng chẳng có gì, rõ ràng là Cục Hành động đặc biệt có mọi quyền hạn và lý do để quản lý những kẻ được liệt vào danh sách nguy hiểm một cách công khai. Thế nhưng kết quả mà Hình Lãnh điều tra được lại là Cục Hành động đặc biệt lại làm mọi thứ một cách bí mật. Rõ ràng là tổ chức này đang che giấu một điều gì đó không muốn để người khác biết được. Hồi lâu sau, trong một con hẻm, Hình Lãnh vào vai một tên yêu dâu xanh đang dồn ép một em gái vào góc tường. Phải nói là anh ta diễn quá đạt đi, làm người ta còn tưởng anh giai này có sở thích ngoài lề biến thái như này luôn đó. Cô gái kia vừa mới gào mồm lên kêu cứu thì vừa hay lại có người đi ngang qua nghe được. Hình Lãnh làm như không hề hay biết có người xuất hiện phía sau, vẫn trưng ra cái bản mặt dâm dê đê tiện như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Thanh niên kia tiến sâu vào trong con hẻm, yêu cầu Hình Lãnh phải dừng tay lại ngay và luôn. Rõ ràng anh giai này hơi bị ốm yếu đấy nha, nhưng mà gái vẫn to tuyên bố không thể bỏ qua cho kẻ yêu dâu xanh như Hình Lãnh được. Cô gái lập tức thoát khỏi tầm mắt của Hình Lãnh, sau đó chạy vội về phía anh giai vừa xuất hiện kia gọi anh ta là Sử Minh. Anh giai ốm yếu nghe được cái tên này thì có chút giật mình, anh ta đã không dùng cái tên Sử Minh từ lâu lắm rồi mà. Không gọi bằng cái tên này thì dùng cái tên 6418 cũng được đấy nhỉ. Còn cái cô gái vừa mới chạy về phía Sử Minh kia lại đưa tay ra túm lấy Sử Minh để lộ ra diện mạo thật chính là A Hạo cải trang. Phải nói là anh giai này xác định số phận hợp tác với Hình Lãnh thì phải giả gái rồi, lần thứ hai rồi đấy, giết rồi không biết anh giai có bị bẻ cong luôn hay không đây. Sử Minh thấy tình hình có biến lập tức phản xạ nhanh như chớp, trước tiên cứ phải đấm cho A Hạo một cú vào bụng cho anh ta buông tay ra cái đã. Hình Lãnh cũng cạn lời rồi, A Hạo cũng yếu quá rồi đó, bị đấm cho một cái đã phải ôm bụng thả đối phương ra luôn rồi. Sử Minh thoát vây thì không chạy ngay, còn rảnh rỗi đứng lại truy hỏi có phải nhóm Hình Lãnh là người trong tổ chức hay không. Cái này làm Hình Lãnh thấy hứng thú à nha, tổ chức trong lời nói của Sử Minh là đám người nào đấy. Sử Minh cho rằng Hình Lãnh đây là đang cố diễn sâu, liền phát cuồng lên sau đó hai bộ móng vuốt bắt đầu dài ra từ mu bàn tay của anh ta. Cái này chắc gọi là người sói phiên bản sọp pe chắc cũng được đấy nhỉ. Sử Minh điên cuồng lao tới tấn công Hình Lãnh, Hình Lãnh rất chi là muốn nói chuyện một cách từ tốn với Sử Minh nhưng nghe chừng là hơi khó rồi. Sử Minh tung người bay lên sút một cú về phía Hình Lãnh. Hình Lãnh có thể chặn được cú đá kia, nhưng mà móng vuốt dài ra từ bàn chân của Sử Minh vẫn cào qua da thịt của Hình Lãnh. Tới đây thì Hình Lãnh cũng cú máu rồi nhá, nói nhẹ không được thì phải cho Sử Minh ăn đòn thôi. Anh ta triệu hồi lên một bóng đen phía sau lưng, sau đó tung một quyền đánh cho Sử Minh dính đét vào tường. Bây giờ Sử Minh còn muốn đánh nữa hay không thì nói, nhưng chắc chắn là anh giai này không chịu nổi phát đấm tiếp theo của Hình Lãnh đâu. Sử Minh không dám đánh nữa thật, bởi vì anh ta nhìn thấy năng lực của Sử Minh lại giống hệt với lão Hạ. Nếu Sử Minh đã có thể nhìn ra được năng lực của Hình Lãnh thì dễ nói chuyện hơn rồi. Trước hết là Hình Lãnh cứ đỡ anh giai này đứng lên cái đã rồi tính. Cái chỗ này cũng không tiện để nói chuyện lâu, trước hết Hình Lãnh muốn té lẹ tìm nơi an toàn hơn đã rồi tính tiếp. Cùng lúc thì A Hạo cũng thúc giục thông báo rằng có rất nhiều người đang nhanh chóng tiếp cận tới chỗ của bọn họ. Nhìn mấy chiếc xe liền chợt chạy tới rồi chặn hết cả con hẻm lại, Hình Lãnh còn muốn to tiếng hỏi đám người này có biết chạy xe hay không. Không bàn tới chuyện bọn họ có biết chạy xe hay không, vấn đề chính là đám người này chính là người của đội hoạt động đặc biệt. Và từ trên một chiếc xe, Lộ Linh đang từ từ bước xuống. Hình Lãnh không muốn va nhau với căn cứ hoạt động đặc biệt lúc này, tốt nhất nên né đi thì hơn. Thế nhưng mà Sử Minh thì nhịn không nổi, anh ta dường như có thù hằn rất lớn với tổ chức kia thì phải. Sử Minh húng chóa lên gọi Hình Lãnh một tiếng đại ca, mau cùng anh ta đứng lên đấm vỡ mõm cái đám người kia. Thấy Sử Minh chồm về phía mình như một con thú, Lộ Linh ra lệnh cho đội quân đang lập rào phía sau phối hợp với cô để đánh thuốc mê Sử Minh.
Cô muốn cố gắng hết mức có thể không gây hại đến tính mạng của anh ta. Wolverine sọc pe sử minh va chạm với Lộ Linh. Anh ta cười nhếch, với thân phận là một tay sai thì Lộ Linh cũng khá gì và này nọ đấy. Nhưng mà sử minh đang nói cái gì thì Lộ Linh chẳng hiểu cái quái gì cả. Lộ Linh vung kiếm đẩy lùi sử minh ra, sau đó ra lệnh cho quân lính phía sau chuẩn bị bom gây mê. Sử minh nhất quyết không để Lộ Linh đạt được mục đích. Anh ta ngửa đầu gào thét, sau đó sức mạnh được tăng lên một cấp độ mới, tốc biến về phía tên quân lính đang cầm pháo cối bắn bom khói xử lý hắn ta trước. Lộ Linh đứng ở một bên nhìn sử minh hoành hành chán chê luôn rồi mới làm ra phản ứng. Cô đưa tay vuốt qua thiết bị ngang hông, kích hoạt năng lực Valkyrie trong người lên mức 20%. Sau khi thực hiện xong cái thao tác rất chi là rườm rà kia, không biết là Lộ Linh có mạnh hơn được miếng nào không, nhưng ít nhất thì cả cơ thể của cô cũng được bao phủ trong một luồng sáng huyền ảo phết đấy. A Hạo với cả Hình Lãnh trốn ở phía sau một thùng gỗ sâu trong con hẻm, như vậy mà cũng tránh thoát được ánh mắt của nhóm người ngoài kia thì hẳn là căn cứ hành động đặc biệt cận nặng lắm rồi. A Hạo tỏ ra lo lắng, nếu cứ để mặc kệ mọi chuyện thì tiếp theo chắc chắn là sẽ có người bị thương đó. Hình Lãnh quay sang hỏi thăm xem A Hạo có mang bom khói theo bên người không. May mà đồ gì A Hạo còn hay quên, chứ bom khói chưa bao giờ là thiếu cả. Lúc này bên phía cuộc chiến, Lộ Linh và Sử Minh lại chuẩn bị lao vào bem nhau tiếp. Đang lúc tình thế lên đến cao trào thế này thì một bóng người chợt xuất hiện. Người tới chính là Mật Danh Di, và anh ta không nhiều lời mà chào sân bằng cách táng thẳng vào mặt Sử Minh một cú đau điếng. Tiếp theo Mật Danh Di đưa tay ra túm lấy cổ tay Lộ Linh, tuyên bố trận chiến nên kết thúc tại đây thôi. Chắc là khi đeo cái băng bịt mặt kia vào thì Hình Lãnh phải gồng cuống họng lên để mà giả tiếng dữ lắm. Có như thế Lộ Linh mới không nhận ra được Mật Danh Di trước mắt cô chính là Hình Lãnh chứ. Mật Danh Di tuyên bố Sử Minh là anh ta sẽ bế đi, đứa nào muốn ý kiến thì lên phường. Lộ Linh chắc chắn là không hợp tác dễ dàng thế rồi, cô tung cước muốn đá vào bụng Mật Danh Di một cú. May mà Mật Danh Di thân thủ phi phàm, vươn tay bắt chuẩn được cổ chân của Lộ Linh, nếu không thì tiểu đệ đệ của anh ta đã gặp nguy hiểm rồi. Cái tư thế hiện tại của Lộ Linh rất chi là nhạy cảm nhé, cô đỏ ửng mặt vội vàng yêu cầu Mật Danh Di phải thả mình ra. Đúng lúc này một tiếng súng chát chúa vang lên, Lộ Linh lập tức đánh mắt về phía tổ đội hành động đang tạo vòng vây phía xa, phát hiện người vừa mới nổ súng chính là Mục Lang. Lộ Linh đã yêu cầu không được xài hàng thật rồi, thế mà cái tên Mục Lang này vẫn thẳng tay cho Sử Minh ăn một viên kẹo đồng được. Mục Lãng làm ra cái vẻ chính nghĩa, lấy lý do rằng anh ta làm thế cũng là vì muốn giảm thiểu tối đa mối đe dọa mà thôi. Mục Lang rõ ràng là đang tỏ thái độ chống chế Lộ Linh, nhưng mà chắc là cái tên này có cơ to phía sau chống lưng, thế nên là mặc dù hắn ngang ngược như thế Lộ Linh cũng không thể làm căng được. Mật Danh Di thấy cái tên Mục Lãng kia vẫn còn muốn ra tay nữa, liền triệu hồi ra bóng đen phía sau lưng mình. Mật Danh Di đang định làm một trận xanh chính với Mục Lang thì Sử Minh thoi thóp vội vàng ngăn anh ta lại. Thấy Sử Minh vẫn còn sống, Hình Lãnh cũng không dây dưa ở đây thêm nữa mà bế Sử Minh lên giọt lẹ cái đã rồi tính sau. Sau khi trốn thoát khỏi cục hành động đặc biệt, Hình Lãnh vội bảo A Hạo mau gọi xe cấp cứu. Hình Lãnh bế theo Sử Minh trốn thoát thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà làm sao thanh niên A Hạo kia có thể thoát được với giao diện nữ sinh kia khỏi tầm ngắm của cục hành động đặc biệt thì vẫn là một dấu hỏi chấm lớn này. Quay trở lại vấn đề chính là Sử Minh kêu Hình Lãnh không cần phải gọi cấp cứu nữa, có lẽ anh ta đã biết pha này mình không qua khỏi rồi. Mà cũng đúng thôi, có vẻ như viên kẹo đồng nghiệt ngã của Mục Lang đã găm thẳng vào lồng ngực của Sử Minh rồi mà. Sử Minh rút từ trong người ra một tập hồ sơ, nói rằng vốn dĩ bản thân muốn tự mình điều tra, nhưng có vẻ như lý tưởng đấy của anh ta không thể thực hiện được nữa rồi. Sử Minh giao tập tài liệu cho Hình Lãnh, nói rằng nó chính là bản đồ bên trong phòng thí nghiệm. Lão Hạ lúc trước bị hạ sát có lẽ là vì liên quan tới cái phòng thí nghiệm kia, mà giờ Sử Minh cũng lên đường với lý do tương tự. Vốn Sử Minh còn do dự không biết có nên đưa bộ tài liệu cho Hình Lãnh hay không, vì sợ bản thân cũng sẽ báo luôn truyền nhân của lão Hạ mấy. Nhưng cái này Sử Minh lo thừa rồi, kể cả là anh ta không cung cấp ra phần tài liệu này, thì Hình Lãnh vẫn sẽ truy tìm bằng được nguyên nhân dẫn tới vụ thủ tiêu lão Hạ thôi. Sử Minh trao toàn bộ niềm tin và trọng trách cho Hình Lãnh, sau đó bản thân anh ta dần hóa thành từng điểm sáng rồi tan biến trong không khí. Có vẻ như những người có được năng lực đặc biệt của phân hóa khi hẹo sẽ không còn giữ lại được thi thể thì phải. Chứng kiến cảnh Sử Minh tan biến trước mắt mình, Hình Lãnh thể cho dù có là ai chủ mưu tất cả ở phía sau, thì anh cũng sẽ lôi hắn ra để trừng trị cho bằng được. Hồi lâu sau, Hình Lãnh cùng với A Hạo tìm tới trước một tòa cao ốc, nơi này chính là nơi đặt phòng thí nghiệm đặc biệt mà Sử Minh nhắc tới. A Hạo lo sợ Hình Lãnh giận quá mất khôn, vội vàng khuyên anh ta hãy bình tĩnh cái đã. Cái này thì không cần phải nhắc. Hình Lãnh lúc này đang bình tĩnh hơn bất cứ ai, anh ta sẽ không chơi dại để rồi sự hy sinh của những người khác trở thành vô ích. Phòng thí nghiệm kia nằm trong tòa cao ốc của tập đoàn Tây Đức và nó có một yêu cầu đặc biệt phải đạt được, đó chính là nhận dạng khuôn mặt. A Hạo lấy ra một hộp nhỏ giao cho Hình Lãnh, bên trong đó chứa một thứ được gọi là bộ nhớ silicon. Thứ do bộ phận phát triển thiết bị làm ra, uy tín là có thể soi bản chính nhân dạng của một người được xác định. Hình Lãnh đưa lên mũi người thử,
anh ta cảm thấy cứ cấn cấn ấy. Cái thứ này hy vọng không phải là bùn được móc dưới cống lên rồi gắn cho một cái tên hoa mỹ, chứ thực sự thì mùi của nó ứ ngửi nổi. A Hạo thề thốt khẳng định thứ đồ chơi này hoàn toàn đáng tin cậy đó nha, nó có thể sao y bản chính và vượt qua bất kỳ sự giám sát nào. Ừ thì cứ cho là cái đồ chơi này chất lượng đi, nhưng mà làm sao để lừa được U Vạn dùng thứ này mới là vấn đề đây này. Cái kế hoạch lấy đám bùn kia ra và thẳng vào mặt U Vạn chắc chắn là không khả thi rồi, cái tên U Vạn kia lại làm loạn lên thì mệt. Hình lãnh muốn đẩy cái công việc củ chuối này cho A Hạo lo, nhưng mà thanh niên A Hạo nghĩ tới đám vệ sĩ bạm trợn của U Vạn thì lại rén, cảm thấy hình lãnh làm thì đảm bảo hơn ấy. Ở cửa chính tòa cao ốc của tập đoàn Tây Đức, khi U Vạn đang được đám vệ sĩ hộ tống ra xe thì hình lãnh cố tình đi ngang qua chỗ này. Trong tay anh ta vẫn cầm chiếc hộp chứa đám bùn sao chép nhân dạng kia, còn một tay thì đang cầm điện thoại làm ra cái vẻ nói chuyện với Lộ Linh. U Vạn nhìn thấy cái bản mặt của hình lãnh thì nhận ra ngay, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ túm cổ anh ta lại. Hình lãnh vừa cúp máy thì đã thấy hai tên vệ sĩ cao to không biết có đen hôi hay không tiếp cận tới trước mặt mình rồi. Anh ta làm ra cái vẻ ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện ra U Vạn, đồng thời giấu giấu giếm giếm đem cái hộp ra sau lưng. U Vạn nói lần trước là hình lãnh may mắn thoát nạn được một kiếp, còn lần này thì không có cửa đâu, khôn hồn thì lấy cái thứ anh ta đang giấu sau lưng ra cho U Vạn xem. Hình lãnh chắc chắn là phải diễn sâu rồi, nhất quyết không chịu đưa cái hộp kia ra. U Vạn thấy thế thì ra lệnh cho đám vệ sĩ vây chặt hình lãnh lại, sau đó cưỡng ép cướp lấy cái hộp kia. Thông qua đoạn hội thoại mà hình lãnh cố ý cầu diễn ra, U Vạn mặc định cái hộp kia chứa đồ mà Lộ Linh muốn, còn món đồ đó là cái gì thì hắn không biết. Thấy hình lãnh không có tí gì gọi là hợp tác với mình, U Vạn đe dọa nếu hình lãnh còn không khai cái thứ đồ chơi này là cái gì thì hắn có thể cho anh ta có đi mà không có về luôn đó. U Vạn uy bức xong rồi thì phải có lợi dụ đi kèm, hứa hẹn nếu hình lãnh hợp tác thì sẽ kiếm được một khoản lớn đấy. Thế xong rồi cũng không biết là U Vạn lấy đâu ra tự tin lại tự mình tách ra khỏi đám vệ sĩ. Khoác vai bá cổ hình lãnh kéo anh ta vào một góc khuất để nghe thử xem cái thứ đồ mà Lộ Linh muốn rốt cuộc là thứ gì. Cái tên U Vạn này quả thật chỉ được cái giàu thôi chứ chẳng khác gì con bò, bị hình lãnh sỏ mũi dắt đi mà còn không hề hay biết gì luôn ấy. Không biết là hình lãnh đã chém gió gì với U Vạn, nhưng mà hắn ta tạm hiểu cái thứ giống như bùn bên trong chiếc hộp kia chỉ cần đem bôi lên mặt là hắn đã được công nhận rồi. Còn sau khi được công nhận, thì Vạn có thể tham gia tắm suối nước nóng cuối cùng cùng với Lộ Linh. Mặc dù là U Vạn tỏ ra rất chi là kinh tởm cái thế xiên xệt bẩn bẩn kia. Thế nhưng khi hắn tưởng tượng tới viễn cảnh được chung suối nước nóng với Lộ Linh thì quyết đoán liền, không cần nghĩ nhiều lập tức bôi cái chất xiên xệt kia lên trên mặt. Hình lãnh đứng một bên cười tủm tỉm, nhắc nhở U Vạn bôi xong rồi nhớ trả lại nhé. Còn về cái vụ tắm suối nước nóng kia, thì đợi hai ngày sau anh ta cứ đến thẳng lối vào suối nước nóng là được rồi. Hai ngày sau, quả nhiên là cái tên U Vạn này mò tới suối nước nóng thật. Trong lúc cái tên này đang lẩm bẩm hình lãnh mà chơi kham hắn thì cứ liệu hồn, thì hắn ta nghe được có người gọi mình. U Vạn tiến lại quan sát, rồi mặc định cái tên cũng đang bôi đầy đất sét lên mặt kia chính là hình lãnh. Hình lãnh đắp cái mặt nạ đất sét lên mặt U Vạn một lần nữa, sau đó xác nhận là hắn ta đã có thể tiến vào trong suối nước nóng rồi. U Vạn thấy hơi cấn cấn à nha, hình lãnh cũng bôi cái thứ đất sét xiên xệt kia lên mặt, mà lại hôm nay giọng anh ta nghe lạ vãi. Hình lãnh lập tức đánh trống lảng là do bản thân bị ốm, thế nên là giọng hơi lạc chút thôi đừng để ý. Tiếp theo hình lãnh đánh động chủ đề chính đó là Lộ Linh đang ở sẵn bên trong suối nước nóng rồi, U Vạn cứ tiến vào trong là được. U Vạn không thể nhịn được nữa, hắn ta rất chi là mong chờ cái giây phút được tắm chung với Lộ Linh nha, thèm đến chảy cả dãi ra kia kìa. Nhưng khi U Vạn mở cửa ra thì nó lạ lắm. Đúng là bên trong phòng tắm nước nóng này có Lộ Linh thật, nhưng mà cô chỉ đóng vai nhân viên phục ở đây thôi, còn khách quý của buổi tắm suối nước nóng hôm nay là một dàn các cụ bà cơ. Lộ Linh thấy có người tiến vào thì lập tức gọi lại hỗ trợ cô, cái này làm U Vạn hơi bị lấn cấn à nha. Một bà lão đang thả mình trong làn nước ấm còn nhiệt tình nhận xét cục hành động tốt tính nữa. Bình thường đã bận tối mắt tối mũi ra rồi, thế mà còn đi làm tình nguyện giúp các bà lão thư giãn gân cốt nữa chứ. Càng nghe U Vạn càng thấy cấn à nha, cái này không hề giống với trong tưởng tượng của hắn ta về một buổi chiêu trong bồn nước nóng cùng người đẹp Lộ Linh à, hắn phải đánh bài chuồn ngay thôi. Mỗi tội là U Vạn chuồn bằng niềm tin, mấy bà lão đã chấm hắn rồi, tranh nhau xếp hàng đòi hắn phải tắm cho bọn họ. U Vạn rất chi là muốn mắng vốn cái tên hình lãnh đang ở bên ngoài phòng tắm, hắn còn không biết bản thân bị hình lãnh gài thì cũng quá mức vô tri rồi đi. Nhưng mà ở bên ngoài phòng lúc này, nào có hình lãnh nào ở đây, chỉ có A Hạo đóng thế lừa cho U Vạn tiến vào trong suối nước nóng thôi. Còn hình lãng lúc này thì đang ở bên căn cứ ngầm của tập đoàn dược phẩm Tây Đức ấy, dựa vào cái mặt nạ sao chép nhân dạng kia nên anh ta đã thành công qua được cửa kiểm tra an ninh. Đang lúc hình lãnh dưới vỏ bọc mật danh G muốn tiến sâu vào bên trong căn cứ thí nghiệm, thì một thân ảnh âm thầm xuất hiện sau lưng rồi tung cước thẳng mặt anh ta. Mật danh G né cái nhẹ cú đá của cái tên đeo mặt nạ tiếu diện vừa mới xuất hiện kia, rồi trách móc đánh lén thế là méo hay đâu nhé.
Nhưng mà anh ta cũng không nhìn lại mình xem, thân phận hiện tại của anh ta là trộm đó, mà đối với trộm thì lại làm gì có ai giảng bài chơi xanh chín bao giờ. Hai người chỉ nói được với nhau đúng hai câu, sau đó lập tức lao tới dùng nắm đấm giải quyết cho nhanh. Mật danh Di tung một cú đấm chào hỏi, thế mà Tiếu Diện lại có thể túm nắm đấm kia lại một cách ngon ơ. Thanh niên đeo mặt nạ Tiếu Diện kia cũng không hề tầm thường chút nào, lại có thể đánh ngang tay với mật danh Di cân tài cân sức luôn ấy. Sau một trận giao lưu ngắn, hai người tách ra, Tiếu Diện còn muốn đá xéo nếu mật danh Di cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế thì bó tay chịu trói đi cho xong. Thế nhưng anh ta không ngờ tới mặt nạ Tiếu Diện của mình đã bị đánh cho vỡ nát, lộ ra thân phận thật chính là Bạch Trạch. Anh giai mật danh Di đúng là được mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới đội trưởng ưu tú nhất của cục hành động đặc biệt lại chính là tay sai đắc lực cho tập đoàn dược phẩm Tây Đức luôn á. Bạch Trạch cũng lười giải thích, anh ta cảm thấy mật danh Di nghĩ thế nào về mình cũng được. Cái Bạch Trạch cần đó là mật danh Di ngoan ngoãn nằm xuống đừng có làm phiền anh ta phải ra tay nữa. Vừa nói Bạch Trạch vừa lấy mảnh mặt nạ vỡ vụn của mình làm ám khí ném về phía mật danh Di. Tất nhiên là với thân thủ phi phàm như mật danh Di thì anh ta tránh né cái miếng mặt nạ kia cũng đơn giản lắm. Mỗi tội là sau đó Bạch Trạch lại lôi từ đâu ra một chiếc mặt nạ Tiếu Diện mới toanh rồi đeo lên mặt, khiến mật danh Di rất chi là ngứa mắt nha. Đúng lúc này, cửa chính của căn hầm bí mật này chợt mở ra, sau đó thì một nhóm người vũ trang toàn hàng nóng ồ ạt chạy vào. Sau khi cái đám này xác nhận được kẻ đột nhập, lập tức khai hỏa không nói nhiều. Mật danh Di vừa gấp rút tránh né cơn mưa kẹo đồng xả về phía mình, vừa gào mồm lên mắng sao cái tên Tiếu Diện kia lắm cho thế. Mà lại anh giai này cũng bị đám lính kia tấn công là như nào, tưởng anh ta cũng là nhân viên bảo an của Tây Đức cơ mà. Tiếu Diện vẫn nhất quyết không giải thích, cứ mặc kệ cho mật danh Di tự tưởng tượng lấy. Hai người chạy một vòng lớn sau đó đối mặt với nhau, trên tay vận sức vô cùng khoa trương như thể sắp đấm tòe mỏ nhau tới nơi ấy. Nhưng tất cả chỉ là cú lừa, mật danh Di và Tiếu Diện đột nhiên quay xe, tung đòn tấn công của mình vào thẳng nhóm quân lính kia, đánh cho bọn họ nhất cả người. Sau một đòn kết hợp vô cùng chất lượng của mật danh Di và Tiếu Diện, đám lính kia chỉ còn mỗi tên chỉ huy là còn đứng vững chưa bị sờ gáy tới thôi. Tiếu Diện tỏ ra rất chi là phật ý nhé, nếu như mật danh Di không xuất hiện ở đây thì mọi chuyện đã không náo loạn thành như này rồi. Mật danh Di cho Tiếu Diện ăn bơ mà tập trung sự chú ý lên tên chỉ huy đám lính kia. Thế nhưng khi mật danh Di đang muốn hỏi thăm một số thông tin thì một bóng xanh chợt lao tới với tốc độ bàn thờ khiến Tiếu Diện còn không kịp định hình luôn á. Một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng tên đội trưởng nhóm lính, sau đó còn chưa kịp nhìn xem nó có động tác gì thì tên đội trưởng kia đã bị xẻ ra làm hai nửa rồi. Mật danh Di thầm nhủ bản thân sơ suất quá rồi, anh ta không tính đến chuyện bên trong phòng thí nghiệm bí mật này còn có người phân hóa canh cửa. Khi cả anh ta và Tiếu Diện định thần nhìn lại thì đã thấy một tên xanh lẻ xanh lét như tắc kè. Cùng với đôi tay đã hóa thành hai thanh chiến đao sắc bén đang gào rú muốn băm tất cả mọi người ở đây ra làm trả. Mật danh Di lập tức đề nghị sự giúp đỡ của Tiếu Diện để bem con hàng vừa mới xuất hiện kia với cái lý do nó là quái vật không cùng là đồng loại. Mật danh Di phân công Tiếu Diện đối công trực diện với tên thần lằn vừa mới xuất hiện kia, còn bản thân anh ta sẽ đánh úp nó từ phía sau. Tiếu Diện tin người đồng ý luôn, để rồi anh ta bị mật danh Di lấy ra làm bia đỡ đạn mà chuồn trước. Tiếu Diện cay lắm, nhưng mà anh ta đang bị cái tên thần lằn kia để ý tới nên đành chịu không đuổi theo được. Tiếu Diện lập tức điện đàm về tổng bộ, thông báo vị trí mật danh Di có thể xuất hiện yêu cầu các thành viên lập tức tiến về phía đó điều tra. Lúc này, mật danh Di đã trốn được tới một con hẻm nhỏ, sau đấy ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương của mình mà dựa vào bờ tường ngồi phịch xuống đất. Anh ta không tính tới trong tập đoàn dược phẩm Tây Đức còn che giấu một con quái vật mạnh mẽ tới vậy. Như vậy thì càng thêm khẳng định rằng cái tập đoàn này có vấn đề. Đúng lúc này thì cô em gái nghiệt ngã Dung Dung gọi điện tới, truy hỏi xem mật danh Di hay chính xác là ông anh trời đánh hình lãnh của mình đang rong chơi ở cái góc nào mà còn chưa về nhà. Hình lãnh không thể giữ được bản thân tỉnh táo hơn nữa, chỉ có thể yếu ớt dặn dò Dung Dung rằng hãy chờ anh ta trở về. Đầu dây bên kia, Dung Dung cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bình thường hình lãnh sẽ không bao giờ nói chuyện như này. Cô nàng muốn xác nhận xem hình lãnh rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì rồi, thế nhưng lúc này anh ta đã ngất trên cành quất mất rồi còn đâu nữa. Bên ngoài đường lớn, Hắc Miêu và Lão La đang song hành cùng nhau đi kiểm tra xung quanh theo chỉ định của Bạch Trạch. Trong lúc Hắc Miêu cho rằng không thể nào có chuyện tìm được mật danh Di một cách dễ dàng như vậy, thì Lão La lại phát hiện ra một thân ảnh nằm gục trên trong con hẻm nhỏ. Hình lãnh tỉnh lại thì thứ duy nhất mà anh ta cảm nhận được chỉ là đau thôi, đau vãi cả bíp, pha đột nhập vào phòng thí nghiệm này làm hình lãnh sứt sẹo hết cả mình mẩy. Một cô gái mặc sườn xám vô cùng gợi cảm tên Tiểu Nhu xuất hiện, ra lệnh cho đám đàn em không được để cho người khác tiến vào phá vỡ chuyện riêng tư của cô ta. Tiểu Nhu tiến vào trong phòng hình lãnh đang dưỡng thương, truy hỏi tại sao anh ta lại nằm ngất xỉu trước cửa nhà cô, tính ăn vạ hay gì. Ảo thật đấy, không hề biết là hình lãnh lại ngất trước nhà Tiểu Nhu, mà cũng không biết là bằng cách nào anh giải thoát được khỏi tay nhóm Lão La với Hắc Miêu luôn.
Bỏ qua chuyện đó thì Hình Lãnh đối diện với Tiểu Nhu thì ngoan như mèo con vậy, nào dám ăn vạ gì ở cô đâu cơ chứ. Được Tiểu Nhu cứu giúp, anh ta còn đang cảm kích hết sức luôn đây này. Hình Lãnh cứ một câu chị Tiểu Nhu, hai câu chị Tiểu Nhu, cái này làm cô nàng kia cảm thấy rất chi là phật ý đấy nhé. Nói thế khác nào chê Tiểu Nhu giả hay không? Tiểu Nhu từ từ tiến lại gần, sau đó nâng cằm Hình Lãnh lên đầy khiêu gợi mà bắt anh ta gọi tên mình cho chuẩn một lần xem nào. Hình Lãnh rất chi là muốn ý kiến, thế nhưng mà nhìn cái thái độ không biết là hỉ hay nộ của đối phương khiến Hình Lãnh dập tắt ý nghĩ đấy liền, ngoan ngoãn gọi thân mật một tiếng Tiểu Nhu. Đấy, cứ như thế có phải tốt hơn không, cứ để mỹ nhân trước mặt phải cáu lên mới chịu cơ. Ấy thế nhưng mà mới được câu trước câu sau Hình Lãnh lại quen mồm đệm chữ chị vào rồi, thành ra Tiểu Nhu đang thay băng cho anh ta không ngần ngại nhấn mạnh tay một cái cho Hình Lãnh thốn đến tận óc. Tiểu Nhu không thèm để ý đến Hình Lãnh nữa, bỏ qua một bên làm điếu thuốc hạ hỏa. Nơi mà Hình Lãnh đang ở lại này có tên là quán trà Xuân Phong và Tiểu Nhu là chủ của nơi này. Nhìn cái món đồ trang trí trong góc phòng là lưỡi dao của người phân hóa có thể thấy được cô nàng Tiểu Nhu này cũng không hề tầm thường chút nào. Hình Lãnh tiến tới chỗ Tiểu Nhu cướp lấy điếu thuốc trên tay cô, anh không muốn cô hút thuốc nhiều, như thế sẽ hỏng hết da tàn phai nhan sắc đó. Tiểu Nhu bị ngăn cấm thì cũng không chống trả, chỉ là nói dỗi một câu Hình Lãnh không chịu cưới cô, vậy thì quản cô nhiều như vậy để làm gì. Bỏ qua chuyện này qua một bên, Tiểu Nhu thân mật hỏi thăm Hình Lãnh vui lòng cho biết phí điều trị lần này anh ta định thanh toán như nào. Hình Lãnh nghe tới vấn đề tiền nong cái thì đổ mồ hôi lạnh lật mặt liền, văn vở nói rằng bọn họ đều là người một nhà, tính đến tiền nong sứt mẻ hết tình cảm thì phải làm sao. Anh giai Hình Lãnh cũng mạnh miệng ghê lắm, tuyên bố thân thể của mình chính là của Tiểu Nhu, sẵn sàng làm trâu làm ngựa, câu này nghe nó cứ có hàm ý thế nào ấy nhỉ. Tiểu Nhu nghe tới đây thì cũng nổi ác thú một phen. Hình Lãnh đã dám tuyên bố thân thể anh ta là của Tiểu Nhu, vậy thì cô không ngại bạo dâm một lần thu lại chút tiền thiếu nợ lúc trước đâu. Bên ngoài quán trà Xuân Phong lúc này, Lộ Linh được lão La dẫn đường tìm tới đây. Lộ Linh lập tức chơi bài lấy thẻ ngành làm luật, yêu cầu được kiểm tra trong quán vì nghi ngờ có phần tử nguy hiểm xuất hiện ở đây. Đang lúc thanh niên vệ sĩ trong cửa muốn lấp liếm rằng ở chỗ của bọn họ thì làm gì có cái vẹo gì, thì một tiếng la thất thanh cứu mạng đã hoàn toàn phủ nhận lời nói của anh ta. Lộ Linh đi theo hướng âm thanh cứu mạng kia phát ra, cưỡng ép đẩy cửa tiến vào trong một căn phòng. Nhưng mà những gì đập vào mắt Lộ Linh thì nó hơi bị nhạy cảm ấy. Lúc này Hình Lãnh vẫn còn đang ở trần, ngồi co ro khúm núm trong góc, còn Tiểu Nhu thì tay lăm lăm roi ra có thể quất anh ta bất cứ lúc nào. Mà lại thêm cái giao diện rất chi là trách chi của Tiểu Nhu nữa, không làm người ngoài có suy nghĩ tăm tối mới là lạ đấy. Hình Lãnh thấy Lộ Linh xuất hiện thì lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà nhìn mặt Lộ Linh xem cô có giống như là muốn cứu anh ta hay không. Lộ Linh hờn dỗi nói rằng mỗi người đều có một sở thích riêng, Hình Lãnh mà có sở thích bị ngược đãi thì cô cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Hình Lãnh rất chi là muốn minh oan cho bản thân đấy, nhưng mà nỗi oan này của anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch nổi. Lộ Linh không thể nào nhìn thêm nữa, lập tức quay người kêu Lão La cùng nhau rời khỏi. Lão La trước khi đi cũng ác lắm cơ, còn tiến lại gần Hình Lãnh đá đều anh ta khẩu vị cũng mặn phết đấy. Lần sau Hình Lãnh có đi chơi thế này thì nhớ gọi Lão La theo với. Tại tập đoàn dược phẩm Tây Đức, U Vạn đang phát điên lên khi xem lại những hình ảnh mật danh Di và Tiếu Diện quậy tung cơ sở thí nghiệm ngầm của hắn ta. Một tên trong đội bảo an đứng ở một bên rối rít xin lỗi, hứa hẹn sẽ tăng cường bảo vệ hơn nữa. Cái lời nói này lại càng kích thích cơn tức của U Vạn lên, hắn ta giơ chân đá lên bảo an kia một cú ngã sóng xoài ra đất. U Vạn đe dọa nếu như còn xuất hiện tình trạng phòng thí nghiệm bị quậy tanh bành như thế này một lần nữa, vậy thì mấy cái tên bảo an cứ chuẩn bị tinh thần làm chuột thí nghiệm đi. Sau khi tỏ thái độ với cấp dưới của mình xong thì U Vạn lại quay sang chỉ trích người của cục hành động, có mỗi cái tên mật danh gì mà cũng không bắt được là như nào. Cái tên thuộc cục hành động có mặt ở đây chính là Mục Lang. Hắn ta nói cục hành động chưa thể tóm mật danh gì được, nếu mà dễ ăn như vậy thì mật danh gì sao lại trở thành cái tên làm mưa làm gió được cơ chứ. Mục Lang cũng mồm mép lắm cơ, không quên đá xéo mặc dù cục hành động làm ăn chậm chạp thật nhưng còn chưa đến mức vô năng như ai đó. Để cho sân nhà mình bị kẻ khác vào phá banh chành rồi thoát ra ngoài thì đúng là vô năng thật. U Vạn bị đá xéo như thế thì cú máu, cái tên này cũng không có gì đâu, chỉ là hắn ta nhiều tiền còn là chủ của cả một tập đoàn hàng đầu nên mới có quyền mạnh miệng thôi. U Vạn túm lấy cổ áo Mục Lang rồi đe dọa, nhắc khéo cho nhớ thì người nhà Mục Lang còn đang nằm trong viện dưới sự chi trả của U Vạn đó. Lấy cả người nhà ra đe dọa thì thôi, Mục Lang không thèm chấp nữa. Hắn ta hất tay U Vạn ra, sau đó khẳng định cục hành động còn chưa nắm bắt được gì của mật danh gì, nhưng không có nghĩa là nguồn tin riêng của hắn không có. Nhìn thái độ của tên này rất có thể hắn đã suy đoán ra được điều gì đó rồi. Quay trở lại trụ sở của cục hành động, Hình Lãnh đã có thể di chuyển bình thường và đang cùng A Hạo xuất hiện ở đây. Hình Lãnh tự tin rằng chỉ cần không phải vận động quá độ hay bị người ta tác động quá tay vào vết thương thì vẫn cứ là vô tư. Hình Lãnh vừa mới dứt lời thì ngay lập tức có một bàn tay thò ra chọc vào eo khiến anh ta dựng đứng lên vì thốn.
Người làm ra cái trò này chính là Bạch Trạch. Anh ta còn hòa nhã hỏi thăm có phải Hình Lãnh bị thương hay không. Hình Lãnh cú máu muốn đấm Bạch Trạch lắm nhưng vẫn phải cố nhịn, lấy cớ là lâu ngày mới tập thể dục lại, thế là bị đau cơ thôi. Bạch Trạch cũng không xoáy sâu vào cái chủ đề này, chỉ khuyên nhủ Bâng Quơ rằng Hình Lãnh nên chịu khó vận động nhiều một chút. Tiếp đó Bạch Trạch còn tốt tính đưa cho Hình Lãnh một hộp thuốc để trị thương nữa chứ. Bạch Trạch cũng không quên nói bóng nói gió một chút, giới thiệu rằng bản thân cũng hay bị thương, mỗi lần đều dùng thứ thuốc kia dẫn tới phục hồi rất nhanh. Sau khi tiễn vong được cái tên tóc trắng lúc nào mắt cũng híp lại không thấy mặt trời đâu kia, Hình Lãnh phát khùng lên mắng vốn chắc chắn là Bạch Trạch cố ý. Chỗ Bạch Trạch chọc tay vào chính là chỗ mà Hình Lãnh bị thương nặng nhất, đây rõ ràng là Bạch Trạch đang muốn kiểm tra Hình Lãnh. A Hạo ở một bên tỏ ra lo lắng, nếu Bạch Trạch cố ý làm như thế vậy thì tức là Hình Lãnh đang bị nghi ngờ rồi. A Hạo không dám chắc cái thuốc mà Bạch Trạch vừa đưa cho Hình Lãnh liệu có bị đụng tay đụng chân gì không, cái này là hàng không bán ra thị trường đâu đấy. Đúng lúc này thì có một bàn tay thò tới cầm lấy hộp thuốc trong tay Hình Lãnh, người tới chính là Lộ Linh. Cô quan sát một lượt thì khẳng định rằng thứ thuốc này người bình thường không thể nào lấy được đâu. Lộ Linh chắc chắn là vẫn còn dỗi Hình Lãnh vụ cô nhìn thấy hôm trước. Cô đá đều rằng sau khi dùng xong thứ thuốc này thì Hình Lãnh lại có thể đi quán trà Xuân Phong chơi BDSM tiếp rồi. Chắc là cô nàng đang cho rằng Hình Lãnh phải dùng thuốc trị thương là do lần trước bị Tiểu Nhu quật cho nặng tay quá đây mà. Hình Lãnh cũng không biết phải giải thích thế nào cho Lộ Linh hiểu, mà hai người cũng chẳng phải là gì của nhau thì giải thích làm cái gì cho mệt ra. Sau khi quay trở lại văn phòng riêng, Lộ Linh lập tức truy hỏi xem Mục Lang vừa mới lặn mất tăm đi đâu, thì cái tên này tự tin nói rằng bản thân chỉ là đi tuần tra hàng ngày thôi. Tuần tra cái bíp gì, GPS của Mục Lang đang hiển thị dừng lại ở tập đoàn dược phẩm Tây Đức tận 40 phút kia kìa. Lộ Linh quy kết đây là một hành động không được báo cáo trước và yêu cầu Mục Lang phải cho cô một lời giải thích rõ ràng về chuyện này. Cái tên Mục Lang này đúng là ăn vụng nhưng không biết chùi mép, lại quên mất không đổi GPS luôn ạ. Hình Lãnh và A Hạo đứng ở một bên lập tức suy nghĩ sau đó đưa ra một kết luận bất ngờ. Cái tên Mục Lang này chắc chắn là nội gián của Tây Đức sắp xếp vào cục hành động. Mục Lang dường như đã đề phòng trước chuyện này, hắn ta lôi ra một cuốn sổ và nói rằng nó là sổ ghi chép công việc chi tiết, Lộ Linh có thể lấy mà kiểm tra. Mục Lang ung dung quay trở lại bàn làm việc mở máy chuẩn bị làm trận kéo danh, rồi nói với lại rằng có việc gấp ở Tây Đức nên không kịp báo cáo. Nhưng mà Lộ Linh có thể liên hệ với những người ghi trong sổ ghi chép để đối chiếu lịch trình của hắn ta. Lộ Linh giao cho Mục Lang xử lý một vấn đề trong thành phố, sau đó cầm theo cuốn sổ của hắn ta để đi kiểm tra thật. Ở một bên, A Hạo hỏi thăm xem Hình Lãnh cảm thấy thế nào về chuyện này. Có cái gì để mà cảm thấy cơ chứ? Mục Lang không hề có kẽ hở nào, Hình Lãnh có thể khẳng định là tên này đã chuẩn bị kỹ từ trước. Nhưng mà ý A Hạo không phải như vậy, ý cậu ta là đống thiết bị trên bàn kia kìa. Theo như thỏa thuận của cục hành động thì thiết bị là truy cập chung. Hồi nãy Mục Lang tắt truy cập đi, chắc chắn là có gì đó mờ ám muốn che giấu. Hình Lãnh đứng một bên chỉ có thể ù ù cạc cạc nghe theo, chứ anh ta mù công nghệ thì có biết cái mẹ gì đâu. Hồi lâu sau, A Hạo tập trung hack vào trong máy tính của Mục Lang, trong khi Hình Lãnh tiếp nhận nhiệm vụ chặn những người khác không cho tiến vào trong căn phòng. Anh giai này cũng hết trò rồi, lại đem tấm poster của idol ra đi chặn cửa hỏi thăm những người khác có biết về cô ấy hay không, có muốn tìm hiểu một chút hay không. Người bị Hình Lãnh chặn cửa chính là Hắc Miêu, anh ta đang rất chi là ngứa mắt với Hình Lãnh rồi đấy. Nhưng mà kệ xác Hắc Miêu cảm thấy thế nào chứ, Hình Lãnh vẫn bám sát không nhả nhất quyết muốn giới thiệu idol của mình cho Hắc Miêu để còn cố câu thêm một chút thời gian nữa. Cũng may là lúc Hắc Miêu không còn kiên nhẫn nữa thì A Hạo cũng đã hack xong và đi ra ngoài rồi. Thứ mà A Hạo lấy được là văn kiện đã được bảo mật, anh ta phải mang về nhà mày mò thêm đã mới biết được nội dung bên trong. Hình Lãnh chỉ có thể trông chờ hết vào A Hạo thôi, phần việc này anh ta chịu cứng không làm ăn được gì rồi. Trong đêm, A Hạo sấp mặt lìn ra mới có thể xử lý được gần hết những thông tin trộm được từ máy tính của Mục Lang. Cũng không biết là Mục Lang giấu cái gì vì màn hình bị làm mờ hết cả rồi, nhưng mà có thể thấy được A Hạo ngạc nhiên dữ lắm, có khi là tài liệu con heo cũng không biết chừng. Đúng lúc này, một cô gái tiến vào phòng của A Hạo, kêu anh ta làm việc mệt mỏi nên muốn đem đồ ăn tới bồi bổ cho A Hạo. Cô gái là Nana, là vợ sắp cưới của A Hạo. Chắc chắn cái thứ tài liệu kia là phim con heo rồi, nếu không thì việc gì Nana khi thấy nó phải tối sầm mặt như vậy. Đã thế A Hạo lại còn cố gắng che cái màn hình đi rồi xin được giải thích các kiểu các thứ nữa chứ. Nana muốn nổi cơn tam bành lắm rồi, A Hạo nói với cô rằng anh ta phải tăng ca. Kết quả là khi cô tới lại thấy chồng sắp cưới của mình đang xem những cái tài liệu mật kia thì làm sao mà chịu nổi. Nana từ chối nghe A Hạo giải thích, cầm cả túi đồ ném thẳng vào mặt anh ta. Cái nỗi oan này thì đúng là anh giai có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch nổi mà. 6 tiếng trước tại tập đoàn Tây Đức, Mục Lang đưa cho U Vạn một chiếc máy tính bảng, trong đó đang có hình của A Hạo. Mục Lãng nói rằng bất cứ cái chỗ nào có mặt mật danh gì thì đều sẽ có mặt A Hạo xuất hiện cùng. Mục Lang không hề quên vụ thay đổi GPS,
mà là hắn cố tình làm thế để gài bẫy A Hạo. Hắn ta dự đoán nếu A Hạo có liên quan tới mật danh Ji thì chắc chắn sẽ nghi ngờ Mục Lang và sẽ có hành động. Và Mục Lang đã giăng sẵn một cái bẫy để A Hạo lấy tài liệu về, bên trong đã được giấu kỹ phần mềm chống hack. Mục Lang đã tính cả rồi, đầu tên này cũng nhiều sẵn lắm, A Hạo nghe chừng là không đủ trình để mà đấu lại hắn ta đâu. Trong buổi concert của Vãn An thiếu nữ, nhắc kỹ một lần nữa là Vãn chứ không phải Vãi nhé, mấy anh giai đang rất chi là cuồng nhiệt vì nhóm nhạc toàn các em gái xinh tươi kia. MC chương trình thông báo sau khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người không cần về vội, bởi phía sau sẽ có một tiết mục rút thăm trúng thưởng nữa. Hình Lãnh cũng đang có mặt ở đây, rõ ràng là thế rồi, anh giai này cũng là một fan cuồng mà, Hình Lãnh rút thăm được lá số thứ 37. Anh ta đang rất chi là mong đợi được tương tác với cô nàng Tịch Bảo trong nhóm Vãn An thiếu nữ một lần. Cùng lúc đó ở phía sau cánh gà, quản lý đang hết lời khen ngợi khi Tịch Bảo thể hiện ra rất chi là cháy trong ngày hôm nay. Tịch Bảo chính là cô nàng tóc xanh ngọc trong nhóm Vãn An thiếu nữ ấy, có vẻ như cô cũng là ca sĩ chính nữa. Sau buổi biểu diễn ngày hôm nay, bảng xếp hạng của cô đã lọt vào trong top 30 rồi. Nhưng mà những lời này của quản lý không lọt vào tai Tịch Bảo cho lắm, bởi hiện tại trong tầm mắt cô chỉ có duy nhất thân ảnh đang ngồi bên bàn trang điểm kia thôi. Người ngồi ở đó chính là chị của Tịch Bảo, và bất ngờ thay đó lại chính là Lộ Linh. Tịch Bảo vội vàng chạy tới ôm chầm lấy chị gái, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà Lộ Linh dành thời gian ra tới xem mình biểu diễn. Tịch Bảo khoái lắm, rõ ràng là Lộ Linh rất bận, thế nhưng lúc này vẫn xuất hiện ở đây chứng tỏ là đã chiều em gái hết nấc rồi đó. Lộ Linh gợi ý với em gái rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc có muốn về thăm nhà một chuyến hay không. Cô em gái Tịch Bảo này đi một cái cũng là mất hút con mẹ hàng lươn mấy năm trời chưa về gặp ba mẹ rồi. Đúng lúc này, không biết có phải là Tịch Bảo muốn cầu diễn để đánh trống lảng hay không, nhưng cô nàng chợt ôm lấy bụng của mình rồi kêu lên đau đớn. Điều này làm Lộ Linh nào còn tâm tư để mà kêu em gái về nhà nữa, còn quản lý cũng lo sốt vó lên sợ cô có bị làm sao thì anh ta mất con gà đẻ trứng vàng thì nguy. Tịch Bảo không muốn hủy đi tiết mục tương tác với fan, vậy nên cô quay sang nhờ Lộ Linh một việc, hứa hẹn rằng sau khi chị gái làm xong cô sẽ cùng Lộ Linh về thăm nhà một chuyến. Hồi lâu sau, các fan ở bên ngoài thì vẫn đang trông ngóng tới màn giao lưu với idol. Anh giai nào cũng lo lắng kèo giao lưu này mà bị hủy bỏ thì đúng là đau lòng về ôm gối khóc hu hu mất. Đúng lúc này thì Tịch Bảo quay trở lại sân khấu với một bộ dáng vô cùng đáng yêu, tuyên bố tiết mục giao lưu với fan sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng mà Tịch Bảo này là hàng pha kè, đây là Lộ Linh đội tóc giả ra diễn hộ em gái thôi. Cô lấy tờ thông báo từ phía ban tổ chức, tuyên bố người may mắn đầu tiên chính là số 37 với phần thưởng là tiết mục Poki. Các anh em bên dưới bắt đầu gào cái mồm lên khi mà mình không may mắn cầm số 37 kia. Đến cả Hình Lãnh cũng tức xì khói mũi, tuyên bố phải xem thằng nào đã lấy được cái số kia để lát nữa còn tính sổ hắn ta mới được. Ê nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, số 37 kia chính là Hình Lãnh rút được mà. Thấy người may mắn chính là mình cái là Hình Lãnh lật mặt luôn, kêu các anh em khác đừng có mà ghen tị một cách hung hăng như vậy. Anh giai cũng không nhìn lại xem hồi nãy mặt hình căng thẳng như nào ấy. Vài tên ở bên dưới thấy Hình Lãnh được Poki cùng idol còn tính toán lát nữa phải cưỡng hôn Hình Lãnh mới được, như thế tính ra cũng là được hôn gián tiếp idol rồi. Về phần Lộ Linh thì cô không thể nào hiểu nổi cái số của mình rốt cuộc là đã nợ Hình Lãnh cái gì mà cứ va phải anh ta suốt như vậy. Về phần cái trò ly kỳ kia thì chính là hai người cùng nhau ăn một thanh bánh nhỏ đó, kiểu này mà không hôn nhau cái nhẹ mới là lạ đấy. Đang lúc Hình Lãnh lâng lâng như được lên mây tới nơi thì một tiếng va chạm chát chúa đã phá tan bầu không khí của anh ta. Một thanh niên xấu số đứng bên ngoài đã bị người phân hóa bất ngờ tập kích. Lộ Linh không nghĩ tới lúc này lại có người phân hóa xuất hiện, còn Hình Lãnh thì đang núi lửa bộc phát tới nơi rồi. Chả hiểu kiểu gì cứ phải có cái gì đó phá hư chuyện tốt của anh ta mới được hay sao ấy. Nhìn thấy người phân hóa xuất hiện ở đây, Lộ Linh muốn ra tay lắm đấy chứ, nhưng mà bởi vì cô đang phải đóng thế vậy nên trang bị đang để hết ở chỗ Tịch Bảo rồi. Với cả là Lộ Linh đang trong vai Tịch Bảo, thế là lại được mấy anh giai bảo vệ khăng khăng cần phải được hộ tống rời đi ngay và luôn, không quên đuổi Hình Lãnh té xa xa ra một chút. Hình Lãnh bị phân biệt đối xử thế thì cũng cay nha, mặc dù việc idol của anh ta được bảo vệ thì cũng tốt đấy. Lộ Ly cũng hết nói nổi nữa rồi, đường đường là đội trưởng của cục hành động đặc biệt, thế mà bây giờ vào vai em gái cái là bị mọi người coi là thành phần liễu yếu đào tơ mới chán chứ. Lộ Linh cảm thấy không ổn lắm, nếu cô được hộ tống rời đi rồi những người dân thường biết phải làm thế nào bây giờ. Nhưng mà Hình Lãnh nhiệt tình khuyên bảo cô không nên nghĩ nhiều, hiện tại cái tên người phân hóa kia đang khá là đần chưa có tấn công thẳng về phía này, anh ta thấy cứ chuột rút trước đi cho chắc ăn. Nhưng mà Lộ Linh chắc chắn là không thể bỏ bê dân thường được rồi. Cô gọi điện thoại cho Tịch Bảo, xác nhận rằng em gái đã an toàn để có thể quẩy hết mình với con hàng kia. Nhưng mà Tịch Bảo lại năn nỉ Lộ Linh đừng ra tay, nếu như cô lột lớp giả dạng ra hiện tại thì tiếng tăm của Tịch Bảo sẽ toang toác lắm. Lộ Linh cũng hiểu cho em gái, nếu hiện tại cô để lộ thân phận thật ra thì chắc chắn là Tịch Bảo sẽ bị gắn cho cái mác tìm thế thân tránh né người phân hóa.
còn mạng của fan thì không thèm quan tâm các kiểu các thứ. Như vậy thì danh tiếng của Tịch Bảo đổ sông đổ bể hết mất. Đúng lúc này thì cái tên người phân hóa kia lại tập trung sự chú ý mà tấn công thẳng về phía hai người Lộ Linh và Hình Lãnh. Đám vệ sĩ hồi nãy còn nói phải bảo vệ cho Tịch Bảo rời đi an toàn các kiểu các thứ, lúc này đã vội vàng cong mông lên bỏ của chạy lấy người rồi. Hình Lãnh chắn ngang trước người Lộ Linh, tuyên bố anh ta sẽ bảo vệ cô, thì cũng tại anh ta đang nghĩ cô là Tịch Bảo mà. Thế nhưng Lộ Linh lại phi thân lên kẹp cổ Hình Lãnh vội vàng lôi đi, sau đó để lộ ra gương mặt thật sau lớp tóc giả. Cô chỉ có thể xin lỗi em gái của mình rồi, bởi cô không thể mặc kệ cho cái tên người phân hóa kia thích làm gì thì làm được. Nhìn thấy idol mà mình ngày nhớ đêm mong mãi mới có cơ hội được tương tác lại là Lộ Linh đóng giả mà Hình Lãnh sốc muốn ngất luôn tại chỗ rồi. Từ trên nóc khán đài, Tịch Bảo ngồi vắt vẻo ngâm nga khi nhìn thấy chị gái mình bất chấp để lộ thân phận ra. Cô đồng ý là chị gái mình duy trì cái chính nghĩa của bản thân không hề sai, nhưng mà Lộ Linh đã phạm sai lầm với em gái mình rồi. Tịch Bảo ghim chặt Hình Lãnh, cô ta cho rằng chính là vì anh ta nên Lộ Linh mới bất chấp lộ thân phận, làm hỏng hết cả hình tượng idol của cô ta. Nana đang rất chi là khó chịu với A Hạo, cô chất vấn anh ta rằng rõ ràng là bọn họ hẹn cùng đi ăn ở nhà hàng Hải Dương, thế cái chỗ bọn họ đang đến là chỗ quái nào thế này? A Hạo cũng là bất đắc dĩ thôi, cái nhà hàng Hải Dương kia phải đặt trước thì mới có slot được. Nhưng mà được cái là anh giai này cũng khéo biết cách làm bạn gái vui lòng. Không biết anh ta lấy đâu ra một con cá mập bông đội lên đầu, sau đó thành công chọc cho Nana vui vẻ hẳn ra. Chưa hết, anh giai còn kiếm được một chiếc dây chuyền cá mập nữa, đeo lên cổ cho bạn gái. Nana cũng đã nguôi ngoai hẳn, thực ra cô cũng chẳng cần phải đi tới cái nhà hàng Hải Dương kia làm gì, cô chỉ cần A Hạo có thể có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh mình là được rồi. Lời vừa mới dứt thì A Hạo nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là Lộ Linh đang yêu cầu tất cả thành viên cục hành động lập tức tiến đến chi viện. Dù rất muốn được ở bên cạnh Nana nhiều hơn nữa, nhưng mà tiếng gọi của công việc đã thúc đến tận mông rồi, thành ra A Hạo cũng không còn cách nào. Sau khi cúp máy, A Hạo lập tức nắm lấy tay Nana hứa hẹn rằng sau khi xong việc nhất định sẽ đưa cô đi nhà hàng Hải Dương làm một bữa ra trò. Nana cũng hiểu tính chất công việc của chồng sắp cưới, vậy nên cô cũng chỉ có thể chúc cho A Hạo bình an trở về thôi. Ở bên phía sân khấu đại nhạc hội lúc này, Lộ Linh đang tay không tấc sắt cố gắng vờn với cái tên người phân hóa đối diện kéo dài thời gian đợi chi viện tới. Đúng lúc này, thanh kiếm của Lộ Linh được ném tới, cô nhanh chóng bắt lấy nó vào tay một cách rất chi là ngầu lòi. A Hạo từ chỗ nào đó phi thân ra, tuyên bố rất to và rõ bản thân là thành viên cục hành động đặc biệt tới tiếp viện, rồi muốn tung một cú song phi vào gáy tên người phân hóa kia để chào hỏi. Nhưng mà màn chào hỏi này toang lắm bu em ạ, A Hạo bị cái tên người phân hóa kia quay người khẩy nhẹ cái đã bay luôn rồi. Được cái là pha kiến tạo này của A Hạo cũng nét. Nhân lúc người phân hóa đang tập trung sự chú ý lên anh ta thì Lộ Linh đã nắm chắc thời cơ lướt tới chém cho con hàng này te tua tơi tả rồi. Lộ Linh hỏi thăm tình hình của A Hạo thì anh ta ổn, không có vấn đề gì cả. Hiện tại người có vấn đề là Hình Lãnh kia kìa. Hình Lãnh bị sốc tâm lý vì idol của anh ta vậy mà lại là Lộ Linh đóng giả. Lộ Linh tiến lại chân thành xin lỗi Hình Lãnh, cô cũng không muốn để hình ảnh của em gái mình trong mắt fan trở nên xấu như thế. Nhưng mà chuyện này lại là một cú sốc khác với Hình Lãnh và cả A Hạo nha, bọn họ không ngờ Tịch Bảo lại là em gái của Lộ Linh. Để đền bù tổn thất tinh thần cho Hình Lãnh, Lộ Linh đưa cho anh ta một thiết bị bé bé xinh xinh. Với cái thứ này, chỉ cần Hình Lãnh ấn vào nó thì Lộ Linh sẽ đến nhanh nhất có thể bất chấp có là ở đâu đi chăng nữa. Cái đồ chơi này thì Hình Lãnh không hứng thú nổi đâu, với tư cách là mật danh gì nghĩ sao anh ta lại muốn gọi Lộ Linh tới bên mình cơ chứ. Ở một bên khác, U Vạn đang tỏ ra rất chi là khó chịu khi mà vật thí nghiệm của hắn nuôi tốn cơm tốn gạo như thế vậy mà lại bị Lộ Linh chém cái bay màu luôn được. Mục Lang ở bên cạnh khuyên U Vạn không cần nóng vội, chỉ là trước đó chưa có được đối tượng thí nghiệm hợp lý thôi. Vừa hay hắn ta lại đang nhắm được một đối tượng phù hợp, mà đối tượng kia lại chính là Nana. Hình Lãnh ngồi nhàm chán đến cái độ rùi vo ve trước mặt cũng không thèm đuổi đi, hỏi thăm A Hạo có ổn hay không. Nhìn cái cách anh ta chơi game thì ngay cả khi Hình Lãnh thắng cũng thấy nhạt nhẽo nữa. Lúc này A Hạo trông như cái xác không hồn với cặp mắt gấu trúc thương hiệu ấy. Đã 3 ngày rồi vợ sắp cưới của A Hạo không liên lạc gì với anh ta cả. A Hạo lo lắng lần này Nana nổi cơn tam bành quyết tâm hành hạ tinh thần anh ta một phen rồi. Tinh thần đi xuống thì đi xuống, nhưng mà đến cái độ anh dai không thèm tắm hay sao mà rồi nó bâu quanh người luôn thế này. Hình Lãnh nghe A Hạo nhai đi nhai lại cái câu chuyện này cả chục lần trong buổi sáng nay rồi đấy. A Hạo than thở gì mà lắm thế không biết, Hình Lãnh đã cố gắng ở bên cạnh chơi game là để an ủi A Hạo còn gì nữa. A Hạo công nhận là Hình Lãnh nói có lý, không có người yêu thì vẫn còn anh em bạn bè và game để vơi đi nỗi buồn cơ mà. Không khí mới được kéo lên cho có chút tốt đẹp được 5 giây thì ngay sau đó A Hạo bộc lộ cảm xúc thật liền. Hiện tại anh ta thà bỏ đi tất cả chỉ để đổi lấy sự quan tâm của Nana. Nghe A Hạo than vãn về chuyện trai gái mà Hình Lãnh muốn trầm cảm luôn á, cậu độc thân như anh ta thì làm sao hiểu nổi cảm giác này để mà san sẻ đây, tốt nhất là té lẹ cho nước nó trong.
Đúng lúc này A Hạo lại gọi với Hình Lãnh lại, không phải là để níu kéo anh ta, mà là để khoe rằng Nana đã liên lạc lại với A Hạo rồi. Hạo hí hửng mở máy lên, nhưng tiếp theo anh ta lại xù lông xù cánh hết cả lên. Đầu dây bên kia của video call, Nana đang bị bịt mắt trói chặt trên một chiếc ghế, bên cạnh là một gã đàn ông đeo mặt nạ. Hắn ta nói rằng nếu A Hạo muốn cứu lấy bạn gái mình thì mò mặt đến công xưởng bỏ hoang mà tìm. A Hạo đe dọa ngược lại tên bịt mặt kia, yêu cầu hắn thả Nana ra hoặc là hắn ta sẽ phải đối mặt với cả cục hành động. Tên bịt mặt kia tung hứng con dao trong tay tỏ ra chẳng hề quan tâm đến lời đe dọa của A Hạo. Hắn ta biết rõ A Hạo làm nghề gì thì là đồng nghiệp với nhau mà, vậy nên là nếu như A Hạo dám báo chuyện này cho cục hành động biết vậy thì hắn sẽ xiên Nana ngay và luôn. Nhìn cái cách tên này đâm dao vào ngay sát cổ Nana là thấy hắn ta không nói đùa rồi. Chắc chắn là A Hạo không dám đem tính mạng của bạn gái mình ra để đánh cược, thế nên là khi đầu dây bên kia tắt máy, A Hạo chỉ có thể gầm thét lên trong bất lực. A Hạo đập tay xuống bàn bẹp dí cả cái lon nước ngọt, may mà không đập trúng cái điện thoại đấy, không lại tốn tiền mua máy mới. Hồi lâu sau, A Hạo cùng với Hình Lãnh cùng phóng xe lên một ngọn núi, công xưởng bỏ hoang chính là ở trên đó. Để tránh đánh rắn động cỏ, A Hạo đề nghị Hình Lãnh cùng đi bộ lên trên đỉnh núi cho chắc ăn. Ngay khi hai người vừa xuống xe, A Hạo lập tức nhận ra có mai phục ở gần đấy. Một tên người phân hóa không biết từ đâu chui ra hóa tay thành đao bổ thẳng về phía A Hạo. Được cái là thân thủ A Hạo cũng tốt vậy nên vẫn còn kịp giơ tay kẹp lại lưỡi đao kia. Hình Lãnh cũng phối hợp vô cùng nhịp nhàng, lập tức lao ra tung cho hắn một cước rồi bồi thêm một đấm khiến con hàng kia được tiễn thẳng vào khoa chấn thương chỉnh hình răng hàm mặt ngay. Hình Lãnh cảm thấy nếu đám kẻ địch ở đây đều là một lũ cùi mía như con hàng kia vậy thì dễ xử lý thôi. Anh ra Hình Lãnh gáy thì to đấy, nhưng mà mới gáy xong thì chệch miệng nó cột sống luôn. A Hạo lo lắng không biết Hình Lãnh như này thì có gánh tim nổi không, thì Hình Lãnh đáp cứ vô tư đê, để anh ta nghỉ tí giãn lại xương cốt là được. Trong lúc này, điện thoại của A Hạo lại rung lên một lần nữa, là bên phía kẻ bắt cóc Nana gọi điện tới. Hắn ta nói tên người phân hóa kia chỉ là một món quà chào hỏi nho nhỏ cho A Hạo và mật danh Ji thôi chứ có gì đâu. A Hạo cố gắng phủ nhận, làm ra cái vẻ mà được thì anh ta muốn được gặp mật danh Ji quá ấy chứ. Đầu dây bên kia không thèm để ý tới việc A Hạo thề thốt phủ nhận các kiểu các thứ, hắn ta đề nghị làm một cuộc giao dịch nho nhỏ. A Hạo chỉ cần dẫn mật danh Ji qua cho tên kia, như vậy là có thể đổi lấy Nana rồi. Lúc này, Hình Lãnh còn đang bận ở bên ghế đá vặn vẹo các kiểu các thứ cho xương nó về đúng vị trí. Đột nhiên A Hạo tiến lại gần Hình Lãnh sau đó thông báo rằng có chút biến cố xảy ra. Hình Lãnh không chút đề phòng hỏi thăm là có chuyện gì, lập tức bị A Hạo tập kích bất ngờ dí súng điện cho giật đùng đùng bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng là kèo trao đổi của tên bắt cóc kia đã đánh động A Hạo, anh ta sẵn sàng làm tất cả để có thể cứu được bạn gái mình. Đợi khi Hình Lãnh tỉnh lại thì trời đã tối rồi và anh ta vẫn đang nằm an vị trên cái ghế đá kia chứ nào có bị A Hạo bế đi làm đồ trao đổi đâu. Hình Lãnh vẫn còn đang đau ê ẩm hết cả thân thể do A Hạo lúc trước trích điện đã đâm ngay vào chỗ vết thương còn chưa lành của anh ta. Hình Lãnh nổi khùng lên muốn tìm A Hạo tính sổ, nhưng anh ta nhìn quanh một vòng không thấy A Hạo đâu thì nổi lên dự cảm không lành. Có lẽ là A Hạo đã rời đi trước tính một mình bem nhau với đám người kia rồi. Cùng lúc đó ở bên công xưởng bỏ hoang, A Hạo đang tay lăm lăm cây chày gỗ tiến vào bên trong. Anh ta gào mồm lên kêu đám người kia mau chóng ra mặt cái xem nào, dù gì thì anh ta cũng đã tự mò tới tận đây rồi. Tên đeo mặt nạ chậm rãi xuất hiện, thấy A Hạo chỉ đi một mình thì đoán hẳn là kèo giao dịch bất thành rồi. A Hạo một mực khẳng định anh ta không có quen biết với mật danh gì, cái tên đeo mặt nạ đã yêu cầu anh ta đến một mình vậy thì anh ta làm theo thôi. A Hạo đoán mục đích thật sự của đám người kia vốn chính là Hình Lãnh, một khi A Hạo mang anh ta tới đây thì coi như là đã tự chui đầu vào lưới rồi. Tên bịt mặt kia không có chút gì gọi là lo lắng cả, hắn ta đã phái mười mấy người phân hóa kéo hội đồng về phía tọa độ của Hình Lãnh rồi. A Hạo có cố gắng để Hình Lãnh tránh xa chuyện này cũng vô dụng thôi. Tên bịt mặt mỉa mai A Hạo, hắn cho rằng anh ta chẳng thể bảo vệ nổi người yêu hay bạn bè của mình đâu, nhân viên cục hành động bảo vệ chính nghĩa cũng chỉ đến thế mà thôi. A Hạo lười đấu võ mồm với tên trước mặt, lập tức xách chày gỗ lao vào tuyên bố một mình anh ta cũng có thể cân tất. Kẻ bị mặt chính là mục lang kia khinh thường nhìn A Hạo lao đến, đối với người được sắp xếp là yếu nhất tổ hành động, thì chỉ cần anh ta có thể chạm vào mục lang thôi là đã có thể tính là chiến thắng rồi. Thế nhưng mà cái tên này cũng ngạo mạn quá rồi, A Hạo bất ngờ vụt gậy tới hắn suýt chút nữa thì gõ cho tên này đầu váng mắt hoa luôn. Tên bịt mặt tỏ ra không thể tin nổi, A Hạo đang thể hiện ra sức mạnh vượt xa so với thông tin thu thập được. Cái này cũng không có gì là lạ cả. Nếu như búp sức mạnh một lần là không đủ dùng thì A Hạo chỉ cần cộng dồn mấy lần là được rồi. Cùng lúc đó ở bên phía Hình Lãnh, anh ta đang được cả một tổ đội người phân hóa đặc biệt chiếu cố. Anh ta né bên này tránh bên kia, sau đó ra sức bấm nút cái thứ đồ chơi mà Lộ Linh giao cho anh ta, cố gắng triệu hồi sư tử Hà Đông của tổ hành động tới cứu nguy gấp.
Nếu mà cái nút bấm trong tay Hình Lãnh chỉ là đồ pha kè, vậy thì lần này anh ta phải lộ thân phận thật rồi. Đúng lúc này từ phía xa, một con bán tải lao vút đến với tốc độ bàn thờ, báo hiệu cho Hình Lãnh rằng anh ta đã triệu hồi Lộ Linh thành công rồi. Nhìn cô nàng ngang nhiên điều khiển xe đâm vào đám người phân hóa không chút lo lắng xe có bị hỏng hay không mà Hình Lãnh cảm thấy người có tiền thật là sướng quá mà. Cả con G63 mà Lộ Linh thích phá thế nào thì phá. Nhưng mà sau pha drift ngang xe tông vào đám người phân hóa rất chi là ngầu lòi kia, thì Lộ Linh không phanh nổi xe, sắp tông luôn cả Hình Lãnh rồi. May mà khi chiếc xe chỉ còn cách Hình Lãnh đúng một gang tay thì nó vừa kịp hết lực nên dừng lại, chứ không thì Hình Lãnh đã triệu hồi tới một con báo rồi chứ cứu tinh cái nỗi gì. Quả thực là Hình Lãnh đầu còn đầy dấu hỏi chấm ra chắc chắn là không kịp tránh né cái xe kia đâu. Thôi thì ít nhất là Lộ Linh cũng đã xuất hiện là Hình Lãnh cảm thấy mừng rồi. Tiếp theo nữa là xe của Lộ Linh cũng là đời xịn nên phanh vẫn chất lượng lắm. Hình Lãnh mặc kệ Lộ Linh còn chưa hiểu sao đêm hôm khuya khoắt còn gọi cô ra đây làm gì. Mà kêu cô nép nép sang ghế phụ đi để anh ta cầm lái, còn hỏi thăm xe của Lộ Linh có lên đỉnh được hay không. Ai già anh dai, câu hỏi sao mà nó nghe mờ ám thế không biết, con gái nhà người ta không biết nghĩ gì mà đỏ hết mặt rồi kia kìa. Cùng lúc đó ở bên phía A Hạo, anh ta đang không thể nào tìm được thân ảnh của kẻ bịt mặt kia, cứ như là hắn ta đã sợ quá mà trốn mất rồi ấy. Tên bịt mặt kia có sợ cái bíp ấy, hắn chỉ cảm thấy là phải solo với A Hạo rất chi là tốn thời gian. Thế nên mới té lên trên làm khán giả, rồi gọi mấy đứa đệ người phân hóa ra tiếp đón A Hạo thôi. Một ả người phân hóa với đôi cánh rơi nhìn như ác quỷ xuất hiện theo lời kêu gọi của kẻ bịt mặt, sau đó ả ta bổ nhào về phía A Hạo với tốc độ bàn thờ luôn. A Hạo phản ứng kịp thành ra anh ta bị cánh của ả người phân hóa kia đâm qua vai, một bên cánh tay coi như bỏ, không dùng trong trận chiến này được nữa. A Hạo tập trung nhìn lại thì nhận ra ả người phân hóa vừa mới xuất hiện kia chính là tầng lớp người phân hóa cao cấp. Tên bịt mặt đứng trên cao nhìn xuống, đã để A Hạo cùi mía quá, mới có một tí thôi mà đã không ổn như vậy rồi. Hắn ta còn đang chuẩn bị cho A Hạo thêm mấy tên người phân hóa nữa kia kìa, quả này không có ai cứu thì A Hạo lên bảng đếm số là cái chắc. A Hạo đang nóng lòng muốn cứu được vợ sắp cưới của mình, vậy nên là dăm ba cái tên người phân hóa này làm sao có thể cản bước chân của anh ta lại được cơ chứ, A Hạo vẫn chấp tất nhé. A Hạo lao thẳng vào cầm chày gỗ trong tay bem thẳng đầu ả người phân hóa cao cấp kia. Thế nhưng đòn đánh của anh ta chỉ ở cái mức gãi ngứa thôi, ả người phân hóa gần như chẳng có chút hề hấn gì mà còn phản công cào cho A Hạo ba vết thương sâu hoắm trước ngực. Còn may là tác giả cảm thấy sau này còn cần A Hạo diễn thêm mấy đờ drama nữa, nên là anh dai còn cao số lắm chưa hẹo được. Ngay lúc đám người phân hóa đồng loạt lao về phía A Hạo, thì chiếc G63 trắng của Lộ Linh cũng kịp thời húc lủng tường phi vào chỗ này. Hình Lãnh đúng là lái xe người khác nên chẳng thèm suy nghĩ nhiều, tông cho con xe tan hoang cái đầu luôn mà. Nhìn thấy Hình Lãnh và Lộ Linh bước xuống xe mà A Hạo vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà Hình Lãnh không có tay bắt mặt mừng với A Hạo nổi đâu, lát nữa xong việc rồi anh ta mới hỏi tội vụ A Hạo trích điện sau. Lộ Linh cũng nhắc khéo A Hạo cứ chuẩn bị tinh thần làm tường trình vì cái tội tự ý làm việc đi. Sau khi lường nguyết A Hạo xong, Hình Lãnh lại một lần nữa diễn vai mỹ nam yếu đuối nấp sau lưng Lộ Linh mà quan sát ả người phân hóa đang lơ lửng trên không trung kia. Để mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên Lộ Linh nhìn thấy người phân hóa như ả huyết quỷ kia, thế nên cô chỉ có thể nhắc nhở Hình Lãnh hãy cẩn thận nhiều chút. A Hạo không lo phổ cập thông tin kẻ địch cho Lộ Linh và Hình Lãnh, mà lại để ý tới một mặt dây chuyền rơi trên mặt đất. A Hạo tiến tới nhặt mặt dây chuyền cá mập kia lên, có thể khẳng định rằng đây chính là thứ mà anh ta đã tặng cho Nana. Tên bịt mặt thấy đột nhiên có thêm người chơi tham gia phòng này thì ra lệnh cho ả người phân hóa lao thẳng về phía Lộ Linh nhằm xử lý cô trước. Lộ Linh cũng không hề run sợ đối đầu luôn, không quên dặn mọi người mau rút lui trước. Cái việc này không cần đến Lộ Linh phải nhắc, Hình Lãnh đã trốn kỹ lắm rồi. Đúng lúc này A Hạo lại húng chóa chủ động lao về phía ả người phân hóa kia, khiến Lộ Linh bàng hoàng không kịp ngăn lại. A Hạo kê ngang chày gỗ trong tay chặn lại bộ vuốt sắc bén của ả người phân hóa, sau đó truy cứu hà cớ làm sao dây chuyền của Nana lại ở chỗ của ả ta. Nhìn thấy mặt dây chuyền như thể được khai sáng, còn mặt A Hạo thì không có tác dụng gợi nhớ rồi, ả người phân hóa kia chợt rơi nước mắt. A Hạo quan sát kỹ dung nhan kia, nhận ra ngay trước mắt mình chính là Nana khi cô bị biến thành người phân hóa. Nana chợt đau đầu dữ dội, điều đó khiến tốc độ phân hóa của cô càng trở nên mãnh liệt hơn, năng lượng đào thoát ra bên ngoài có thể nói là khổng lồ. Lộ Linh thấy tình hình ngày càng xấu đi thì không ngần ngại rút kiếm ra tính chém luôn Nana, ngăn chặn cô tiến hóa lên tầng cấp người phân hóa cao hơn nữa. Thế nhưng chày gỗ của A Hạo đã thò ra kịp thời và chặn kiếm của Lộ Linh lại. Anh ta không biết phải giải thích thế nào cho Lộ Linh hiểu là anh ta tin Nana có thể kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể. Tóm lại là A Hạo phải dẫn Nana đi cái đã. Hồi nãy Nana bay lượn như chim ấy, thế mà đến lúc tỉnh lại thì chỉ biết chạy bộ với A Hạo thế này. Nhìn hai người A Hạo và Nana nhanh chóng chạy đi, tên bịt mặt chủ mưu đã lôi ra từ đâu một cây súng ngắm nhắm chuẩn về phía bọn họ mà chuẩn bị thủ tiêu Nana.
hắn ta sợ là nếu để A Hạo dắt Nana đi tìm cách hóa giải trạng thái hóa thành người phân hóa, thì có thể một số bí mật của bên phe hắn sẽ bị bại lộ ra mất. Nhìn em yêu Nana đang nhắm chặt mắt trong vòng tay mình, A Hạp bất chấp việc làm trái quy trình của cục hành động mà lấy huyết thanh kháng phân hóa ra trích thẳng vào cổ Nana. Sau một liều trích vừa phê vừa cuốn, Nana dầm dần tan biến đi đôi cánh sau lưng, còn cơ thể thì ngày càng run rẩy dữ dội. A Hạo nhìn thấy gương mặt của bạn gái ngày càng rõ nét ra thì hai hàng lệ tuôn rơi, anh ta thực sự là không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Nana sẽ bị nhiễm virus trở thành người phân hóa. Lộ Linh nhấc máy lên gọi về tổng bộ, thông báo ở chỗ cô có một người phân hóa cao cấp cùng với đó là một kẻ đứng đằng sau là nhân loại, yêu cầu chi viện tới. Tiếp theo Lộ Linh cần phải bắt Nana và A Hạo lại rồi chuẩn bị rút kiếm ra. Thế nhưng bàn tay của hình lãnh đã đưa ra túm chặt lấy cổ tay Lộ Linh kêu cô cứ từ từ đừng nóng, cứ để cho A Hạo và Nana thêm chút thời gian đã. Hình lãnh tuyên bố mọi chuyện ở đây đều đã được anh ta nắm chắc trong tay nên là không cần phải xoắn. Lộ Linh bị hình lãnh túm lấy tay như thế thì vô cùng thẹn thùng, lại còn nói dỗi rằng tính mạng của bản thân hình lãnh lo còn chưa xong đâu, lại còn dám đứng ra bảo đảm cho người khác. Cơ mà Lộ Linh cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi khi sức lực của hình lãnh mạnh mẽ hơn những lúc khác một cách vô lý. Bỏ qua Lộ Linh và hình lãnh qua một bên, hiện tại bọn họ cũng chỉ là cặp đôi phụ thôi. Bộ đôi A Hạo và Nana mới là tâm điểm của drama hiện tại nha. A Hạo vẫn không ngừng rơi lệ khóc hu hu, anh ta tự trách nếu bản thân đi cùng người yêu đi nhà hàng ăn uống, rồi có thể luôn ở bên cạnh cô thì cô đã không bị đem đi làm vật thí nghiệm trở thành người phân hóa như này. Cái tầm này A Hạo chỉ mong Nana có thể nổi cáu lên sau đó mắng anh ta thật nhiều vào, có như thế A Hạo mới cảm nhận được rằng người yêu mình vẫn ổn hay sao ấy. Thế nhưng Nana lại đưa tay vuốt ve gương mặt của A Hạo rồi khẳng định rằng vô vốn chưa từng cảm thấy là A Hạo hại cô cả. Nana yếu ớt mong rằng A Hạo có thể giúp cô một chuyện. A Hạo lại chả đồng ý vội, hiện tại thì Nana có yêu cầu anh ta nghỉ việc ở cục hành động chắc A Hạo cũng không ngần ngại đồng ý luôn mất. Nana hy vọng rằng người mình yêu từ nay về sau hãy cứ tiếp tục kiên trì với những điều mà anh ta cho là đúng. Không cần phải suy nghĩ vì bất kỳ ai khác cả, kể cả là cô thì A Hạo cũng không nên như vậy. Nghe có cái mùi Nana đang trăng trối ở đây hay sao ấy nhỉ, mặc dù A Hạo cảm thấy cấn cấn lắm rồi. Nhưng mà người mình yêu đang năn nỉ chân thành như vậy anh ta cũng chỉ có thể đồng ý trước cái đã. Lúc sau dường như Nana không giữ nổi tỉnh táo nữa mà ngất lịm đi, Hạo bế cô lên sau đó hướng về phía Lộ Linh xin cô hãy đưa bọn họ về. Về phần trừng phạt các kiểu các thứ thì anh ta sẽ tiếp nhận hết không ý kiến gì cả. Đúng lúc này thì có biến cố phát sinh, trên cơ thể Nana bất ngờ có thứ gì đó được phát động. Cô cũng tỉnh lại rồi cố gắng đẩy A Hạo ra thật xa, sau đó thì chỉ còn âm thanh chát chúa của một vụ nổ bất ngờ vang lên mà thôi. Cả hình lãnh và Lộ Linh đứng phía xa cũng không ngờ tới sẽ có chuyện này phát sinh, hình lãnh đã cảm thấy muốn làm gỏi cái tên bịt mặt đứng phía sau chuyện này lắm rồi. Ở một bên khác, cái tên bịt mặt kia đang thu dọn bộ súng bắn tỉa của mình, hắn đã gắn lên người Nana một thiết bị kích nổ khi khiến cô biến thành người phân hóa. Cái tên này cũng đã cởi bỏ lớp mặt nạ ra, để lộ bản thân chính là Mục Lang. Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ xuất hiện, sau đó một đòn công kích siêu chất lượng từ mật danh Di đã đáp trúng mặt của Mục Lang. Thực sự là sau cú đấm này hắn ta còn không vào khoa chấn thương chỉnh hình răng hàm mặt thì lại phí phạm quá rồi. Mật danh Di đang muốn tiến lại tiếp tục bón hành cho Mục Lang thì một thân ảnh bất ngờ xuất hiện, tung một cước về phía mật danh Di. Còn may là anh ta đã tránh né kịp thời, chứ sức lực của cú đá kia cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Khi khói bụi tản đi, mật danh Di nhận ra người xuất hiện cản mũi mình lại là Tiếu Diện. Nhìn thấy Tiếu Diện muốn thả Mục Lang đi, mật danh Di cũng ức chế vãi bíp rồi. Anh ta không thể hiểu nổi cái tên Tiếu Diện này rốt cuộc là mang thân phận gì, lúc thì cùng anh ta quậy tung cái phòng thí nghiệm lên lúc lại hỗ trợ cho người của Tây Đức trốn thoát. Mật danh Di tung một đấm về phía Tiếu Diện, nhưng anh ta đã khom người xuống tránh đi sau đó tung một cước để phản đòn. Tiếu Diện cảm thấy việc mật danh Di muốn làm gỏi Mục Lang thật sự là chẳng có ý nghĩa qué gì cả, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Còn nếu như chính nghĩa của mật danh Di là một mạng đổi một mạng, vậy thì anh ta phải làm một trận với Tiếu Diện đã rồi mới có thể truy sát Mục Lang được. Lời nói đã không hợp thì chỉ còn có thể dùng đến tay chân thôi. Mật danh Di và Tiếu Diện lại lao vào nhau chuẩn bị cho một màn solo ở danh cao thủ. Mật danh Di tung một đấm trực diện về phía Tiếu Diện, nhưng anh ta lại dễ dàng là lướt tránh né sau đó vòng ra sau lưng mật danh Di. Tiếp theo Tiếu Diện không chút nương tay, liên tiếp là tung một đấm vào sau lưng mật danh Di, tiếp đó bồi thêm một cú lên gối ngang người khiến mật danh Di phải hộc máu mồm. Tiếu Diện dẫm một chân lên đầu mật danh Di, chê cười anh ta có mỗi phân hóa năng còn không biết áp dụng, vậy mà cứ thích chạy lăng xăng kiếm chuyện. Tiếu Diện tuyên bố nếu lần sau mật danh Di còn gây trở ngại cho Tiếu Diện nữa, thì anh ta sẽ tiễn mật danh Di lên bảng đếm số luôn đó. Đúng lúc Tiếu Diện cảm thấy bản thân đã đánh cho mật danh Di không cựa nổi người nữa rồi và quay lưng rời đi, thì từ trên người mật danh Di lại xuất hiện hiện tượng lạ. Anh ta chậm rãi đứng lên,
đồng thời xung quanh cơ thể dần được bao bọc bởi một hình bóng năng lượng kỳ lạ. Tiếu Diện không nghĩ tới là Mật Danh Di sẽ lật bàn như thế này đâu, nên làm gì có kịp chuẩn bị. Bóng mờ phủ trên người Mật Danh Di túm lấy hai bên vai Tiếu Diện lại khóa chặt hành động của anh ta. Trong lúc đó, Mật Danh Di phi thân tới lên gối một cú chí mạng giữa bụng Tiếu Diện. Mật Danh Di chiếm cứ lợi thế, bắt đầu tung liên hoàn đấm đấm cho Tiếu Diện nhấc cả người lên. Việc phải làm Mật Danh Di như thế nào, còn không tới lượt Tiếu Diện chỉ bảo cho anh ta đâu. Tiếu Diện bị Mật Danh Di móc hàm cú chốt hạ, cho bay thẳng vào bờ tường luôn. Hồi lâu sau, xe chi viện của cục hành động đã có mặt tại công xưởng bỏ hoang này, đang thu thập thi thể của Nana để đưa về giám định. Hình lãnh quay trở lại tới nơi thì Lộ Linh quay sang gọi anh là Mật Danh Di, nhưng sau đó Lộ Linh lại làm ra vẻ phớt lờ luôn lời mình vừa nói. Chỉ là hỏi bâng quơ liệu Mật Danh Di có thể xoay chuyển chuyện này hay không. Lộ Linh hỏi thăm hồi nãy hình lãng đã ở chỗ nào, nhưng mà nghe chừng là anh ta không thể tiếp chuyện cô được nữa rồi. Tầm mắt của hình lãng dần nặng trịch, sau đó thì ngất trên cành quất, à nhầm là ngất luôn trên vai của Lộ Linh. Đám tang dành cho Nana được tổ chức tại nhà bố mẹ đẻ của cô. Sau khi hình lãnh dâng hương xong thì tiến tới giới thiệu với bố mẹ của Nana rằng anh ta là bạn thân của cô, sau này nếu có việc cần có thể tìm tới anh ta. Sau đó, hình lãnh cũng không còn việc gì ở đây, chỉ để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi luôn. Ở bên ngoài nhà, hình lãnh nói với A Hạo rằng anh ta đã chuyển lời thay cho A Hạo rồi. A Hạo không dám tiến vào dâng hương cho bạn gái mình, anh ta chỉ có thể nhờ cậy hình lãnh chuyển lời hộ thôi. A Hạo cảm thấy có lẽ người mà bố mẹ Nana không muốn nhìn thấy nhất chính là anh ta. Nhưng mà A Hạo cũng không có ý định người mất coi như hết chuyện đâu. Chuyện của Nana anh ta nhất định sẽ làm tới cùng. A Hạo giao cho hình lãnh một thiết bị lưu trữ thông tin. Anh ta giới thiệu rằng những tư liệu bên trong đều tường thuật về những sự kiện tương tự với Nana. Đúng lúc này, hình lãnh chợt nghe được từ phía xa có âm thanh như có người đang cấp tốc di chuyển tới đây. Một ông chú râu tóc thì đã bạc trắng rồi như mùng vẫn ngậm điếu xì gà trong chiến đét gấp rút chạy về phía này, lại còn gào to tên của A Hạo nữa. Hình lãnh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tung một cước thẳng vào giữa hai chân của ông ta, khiến ông chú đứng con miệng nó hình luôn, hình như có tiếng trứng vỡ đâu đây thì phải. Hình lãnh lúc này mới thèm check lại xem đây có phải là người của Tây Đức mò qua để diệt khẩu hay không. Nhưng mà có cái bíp ấy, người anh ta vừa đá trái dứng là cục trưởng của cục hành động đó. Sau khi cục trưởng được A Hạo đỡ lại không lâu thì Bạch Trạch cũng xuất hiện ở đây. Anh ta báo cáo rằng đã liên lạc với gia đình của Nana, thế nhưng bên nhà đó không quá nguyện ý chấp nhận cục hành động. Bạch Trạch tiến lại gần thì đầu đầy hỏi chấm, sao cục trưởng mới rời tầm mắt anh ta có một lúc thôi mà đã khom người đứng không vững luôn thế này. Ông chú cục trưởng đang đau muốn trùng sinh luôn á, nhưng vẫn phải cố nói là không sao. A Hạo ở một bên thì vẫn hồn nhiên lắm, cảm thấy có chút mừng thay cho Nana và gia đình cô khi mà lãnh đạo của cục hành động trực tiếp tới nhà xin lỗi các kiểu các thứ. Bạch Trạch tiến lại gần dặn dò A Hạo mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã, chứ không thì với đầu óc đang bấn loạn như hiện tại của anh ta cũng chẳng làm việc hiệu quả được. Cục trưởng cục hành động thì lại chú ý tới hình lãnh, đá đều rằng thân thủ của anh ta cũng không tệ, ngỏ lời muốn chiêu mộ vào cục hành động. Cái này thì hình lãnh xin kiếu, anh ta làm chân chạy vặt là đủ lắm rồi. Ông chú cục trưởng này cũng không giữ mặt mũi nữa, trực tiếp nói thẳng là hình lãnh đến luyện tập đặc thù một chút là tốt rồi, ổng hứa sẽ không báo thù đâu. À mà nếu như có chơi đùa với hình lãnh quá đáng một chút thì cũng chỉ là mang tiểu hình lãnh nghiền nát ra thôi ấy mà, thế mà còn kêu là không báo thù. Đang lúc hình lãnh bị ông chú cục trưởng kia dí sát không nhả, thì Tiểu Nhu bất ngờ xuất hiện kẹp cổ hình lãnh lại, rồi kêu là anh ta còn phải đi làm trả nợ cho cô nữa nên là cục hành động dẹp qua chỗ khác. Ông chú cục trưởng rõ ràng là có quen biết với Tiểu Nhu, cô kéo hình lãnh đi trước, còn dặn dò ông chú kia mà rảnh thì qua Xuân Phong Liêu của cô ngồi xơi nước. Bạch Trạch có chút tò mò về bà chủ trà quán này, nhưng mà trong mắt ông chú cục trưởng thì Tiểu Nhu không hề là bà chủ trà quán đâu. Cô ta từng là nhân viên nghiên cứu có tiền đồ nhất của viện nghiên cứu, thậm chí đã từng cứu ông chú cục trưởng này một mạng. Bẵng đi một thời gian, khi ông chú cục trưởng đi nghe ngóng lại thì Tiểu Nhu đã thoát khỏi viện nghiên cứu, đi lập quán trà nhàn nhã thưởng thức cuộc sống rồi. Tiểu Nhu kéo hình lãnh trở về Xuân Phong Liêu, sau đó đưa anh ta đi thẳng xuống tầng hầm mà hình lãnh chưa từng xuống trước đây. Hình lãnh cũng ngứa mồm hỏi thăm xem mối quan hệ của Tiểu Nhu và ông chú cục trưởng kia là như thế nào, có vẻ ông ta rất nể mặt cô đi. Đối với Tiểu Nhu thì nể mặt cái gì chứ, phải nói là sức quyến rũ của cô lớn mới đúng ý nha. Hình lãnh đành phải gật gù công nhận theo chứ biết làm thế nào bây giờ. Nghe cái câu nói của anh ta là đã thấy miễn cưỡng rồi, Tiểu Nhu mặc kệ hình lãnh mà ngang nhiên cởi đồ ra chuẩn bị thay đồ. Hình lãnh đúng là tâm vững như núi, mỹ nhân khiêu gợi như thế nhưng mà anh ta nhất quyết nhắm mắt lại, xin thí chủ cứ từ từ có gì thì nói chuyện đừng động thủ như thế. Tiểu Nhu cũng dặn hình lãnh không được nhìn trộm đâu đấy, tất nhiên là nếu muốn nhìn thì xin phép đáng hoàng đi rồi cô cho. Tiểu Nhu tiến lại gần một chiếc tủ đồ đặc biệt, bên trong đặt một bộ bodysuit có lẽ là trang phục chiến đấu.
Tiểu Nhu vừa chậm rãi mặc đồ lên vừa khều hình lãnh có nghĩ lại thì nói nhanh không là mất cơ hội này, nhưng mà anh Giai vẫn nhất quyết từ chối. Đúng lúc này thì Tiểu Nhu đã thay xong trang phục rồi, bất ngờ nhảy ra tập kích rồi kẹp cổ khóa chặt hình lãnh lại, làm anh Giai sắp thăng thiên đến nơi luôn đó. Đã khiêu khích đến thế rồi mà cái tên hình lãnh này vẫn cứ lạnh lùng như thế, đúng là khiến Tiểu Nhu cảm thấy muốn dỗi vãi hỏ. Tiểu Nhu thả hình lãnh ra rồi ngồi lên ghế, cảm thấy có mỗi hình lãnh là dám tỏ thái độ kiên quyết trước sự quyến rũ của cô như vậy. Hình lãnh năn nỉ xin tha luôn có được không, cứ khều hoài vậy anh ta thủ vững tinh thần cũng mệt lắm chứ bộ. Hơn nữa hình lãnh muốn biết Tiểu Nhu mặc đồ chiến đấu vào là có chuyện gì. Tiểu Nhu vào vấn đề hỏi hình lãnh còn muốn làm mật danh gì nữa hay không, phân hóa năng còn không có dùng thành thạo được, vậy thì tiếp theo đối đầu với những kẻ địch mạnh kiểu gì. Hình lãnh nhìn năng lượng đang được tụ tập trong tay Tiểu Nhu mà bất ngờ khi cô cũng có phân hóa năng. Cái này phải nói là hình lãnh suy nghĩ hạn hẹp rồi, lại cho rằng chỉ có anh ta với lão hạ là sở hữu năng lực này thôi cơ đấy. Hình lãnh hỏi thăm Tiểu Nhu rốt cuộc phân hóa năng là cái gì, thực sự thì anh ta mới chỉ được lão hạ nhắc tới sơ qua thôi. Tiểu Nhu không nghĩ tới hình lãnh lại mù tịt kiến thức như thế luôn đó, cô ném cho anh ta một cuốn giáo trình cho nghiên cứu dần. Chứ cứ cái tình trạng phân hóa năng không thể điều khiển được như này thì hình lãnh lên bảng đếm số là cái chắc. Hình lãnh nghĩ tới lúc trước bị Tiếu Diện bón hành cho, lại nhìn cuốn giáo trình trong tay, đoán chắc là Tiểu Nhu đang muốn dạy kèm cho anh ta về phân hóa năng đây mà. Phương pháp rõ ràng là có rồi, nhưng mà hình lãnh có sẵn sàng trả giá để chị đẹp Tiểu Nhu dạy cho mình hay không thôi. Hình lãnh thấy cấn cấn ngang nha, tự nhiên lại không muốn học nữa rồi, tiền không có, mạng này cũng không có ý dâng ra đâu. Nhưng mà có lẽ hình lãnh không có cửa thoát đâu, vì Tiểu Nhu lại lôi ra cái cây roi da của mình rồi kia kìa, anh Giai lại chuẩn bị ngược đãi nữa rồi. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.